Chờ một lúc khá lâu, nghiêm lập hơi mất kiên nhẫn, ông ta cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian ngồi ở đây. Lúc thấy Văn Mạc Nhi từ phía xa đi ngách qua, chào hỏi một tiếng, giả vờ có việc, bước tới, sau khi tới gần liền thấp giọng nói, như trưởng lão thật sự không có ở đây sao. Văn Mạc Nhi mặt mày khó xử, nghiêm lập hiểu ra lại thấp giọng hỏi, ở bên trong à. Văn Mạc Nhi khẽ gật đầu, nghiêm lập quay người trở về lại trong đình, nói với tiền phục thành, tiền huynh, hay là đợi như trưởng lão trở về chúng ta lại tới, tránh ngồi không đợi ở đây. Tiền Phục Thành lại nhìn phản ứng của côn lâm thụ, sau đó cười đáp, không sao, không sao, chờ thêm chút nữa. Nghiêm lập, tiền huynh, bên kia ta còn chút việc. Tiền Phục Thành vội nói, nghiêm huynh cứ làm việc của mình đi, chúng ta ở đây chờ là được rồi. Sau khi dài dòng khách sáo một phen, nghiêm lập cáo từ, đi trước một bước. Sau khi ra khỏi Mao lư biệt viện, nghiêm lập vẫn chưa rời đi ngay mà đi vòng một vòng, ra đến cửa sau của Mao Lư biệt việc, gõ cửa chui vào, đi thẳng đến nội trạch, thấy Nghiêu Hữu Đạo thành thơ lật sách dưới mái hiên liền cầm quyển sách trong tay há, người có ý gì? Nghiêu Hữu Đạo đứng dậy, nghiêm trưởng lão tới, đúng lúc, để ta bảo người làm rượu thịt, chúng ta cùng uống hai chén nhé. Niêm lập, người ở bên ngoài, có gặp hay không thì ngươi nói thật với người ta, để người ta cứ chờ mãi là có ý gì? Nghiêu Hữu Đạo, vô duyên vô cớ, gặp ta làm gì? Nghiêm lập, nói là muốn hỏi chút chuyện liên quan đến hiểu nguyệt các, ngươi thì tiếp xúc tương đối nhiều với hiểu nguyệt các như hiểu đạo ta cảm thấy rất kỳ lạ dựa vào cái gì mà ta phải cùng bọn hắn bàn về chuyện hiểu nguyệt các tông môn có ý gì chứ nghiêm lập nhấn tay ra hiệu đừng nóng thở dài lão đệ à người cũng biết chiến mã trư quốc đều phải cầu cạnh tề quốc hắn tới ngay cả trưởng môn cũng phải đích thân lộ diện gặp một lần hơn nữa người ta chỉ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ người không muốn nói có thể qua loa cho xong không cần thiết vì chút chuyện này mà hoàn toàn trở mặt ở đây ngươi không nể mặt sau này trong chuyện chiến mã của Yến quốc người ta sẽ làm khó dễ. Cũng chẳng phải có chuyện gì ghê gớm, không cần thiết phải vậy, người nói có đúng không? Nghiêu hữu đạo phì cười, đưa tay chụp lấy cổ tay nghiêm lập, nghiêm trưởng lão, ta bảo người dọn đồ ngon rượu ngon lên, chúng ta cùng uống hai chén. Hai, chuyện ăn uống lúc nào chẳng được, chúng ta phải giải quyết chuyện này trước. Mặc kệ bọn hắn, cứ để bọn hắn chờ trước đã, đi. Ôi chao, trưởng môn bảo ta tiếp khách đấy, nói gì cũng vô ích, Nưu Hữu Đạo đã cưỡng ép lôi Nghiêm Lập đi. Có điều có một điểm Nghiêm Lập phải thừa nhận, thịt rượu chỗ Nưu Hữu Đạo rất tuyệt, có điều sau khi ăn uống no say cả người toàn mùi rượu, không tiện đi gặp đám Tiền Phục Thành, người nói có việc, kết quả lại vứt khách đấy chạy đi uống rượu là thế nào? Chỉ có thể thi pháp xua tan hơi rượu, rồi lại làm mùi rượu trên người tản đi, sau đó mới đi đường vòng trở về tiền viện. Nưu Hữu Đạo ở sâu trong nội trạch nên làm gì thì làm đó, không chút chậm trễ, đám Tiền Phục Thành chờ mãi đến khi trời tối. Thực ra mấy người tiền phục thành cũng đoán được, rất có thể như hữu đạo không muốn gặp bọn hắn, nhưng thái độ của côn lâm thụ rất kiên quyết. Ban ngày đợi tới trời tối, nghiêm lập sắp xếp bọn hắn đi nghỉ ngơi cũng không đi, chỉ ở đây đợi, lại đợi thêm một đêm, đợi đến hừng đông. Sáng sớm tinh mơ, nghiêm lập lại đi đến cửa sau, tìm như hữu đạo khuyên hắn, sư đệ, lão đệ, như trưởng lão, thái độ của bọn hắn ngươi cũng đã thấy rồi, đây là tư thế không gặp được ngươi sẽ không đi, đối đãi với khách như vậy cũng không đúng, người ra mặt đuổi họ đi một chút thì đã sao chứ. Dưới ánh mặt trời mới mọc, nhiều hiểu đạo tay chạm nước trong thùng, phẩy vài giọt xương lên một chậu hắc mẫu đơn, tới giờ ông vẫn còn cho rằng bọn hắn tới vì chuyện hiểu nguyệt các sao. Nghiêm lập nhíu mày, cũng khá kỳ lạ, nói chuyện cũng không đến mức đợi người cả một đêm, cũng không hề nóng vội, tư thái của tiền phục thành có vẻ hơi khiêm tốn nữa. Tìm ta có việc, hơn nữa còn phải cầu xin ta. Nghiêu hiểu đạo đưa ra phán đoán, phủi giọt nước trong tay, Móc tay gọi Quản Phương Nghi, Hồng Nương, đưa tin tức vừa tới cho Nghiêm trưởng lão xem. Quản Phương Nghi mỉm cười đi tới, đưa một bức tình báo cho Nghiêm Lập. Nghiêm Lập mở ra xem, chỉ thấy bên trên có viết tình hình đại khái của Tiền Phục Thành trong Thiên Hỏa giáo, đương nhiên còn cả Côn Lâm Thụ và Hỏa Phượng Hoàng. Côn Lâm Thụ bế quan 10 năm đã xuất quan, trước đó vài ngày vừa cùng Hỏa Phượng Hoàng thành hôn. Chuyện này cũng không phải bí mật gì cần giữ kín của đệ tử Thiên Hỏa giáo, cho nên muốn bảo người tìm hiểu vài tình hình liên quan cũng không có sau khi nghiêm lập xem xong ngẩng đầu lên nói có ý gì nghiêu hữu đạo tiền phục thành và tên kia hai người căn bản không phải người cùng một hệ trong thiên hỏa giáo sư phụ của côn lâm thụ và nhiếp vân thường tên bàng trác tiền phục thành ra ngoài làm việc mang theo hai đệ tử không thuộc hệ của mình không phải là không được nhưng ít nhiều cũng không hợp lẽ thường còn nữa côn lâm thụ năm đó bị ta đánh trọng thương không lâu sau liền bế quan vừa xuất quan liền chạy tới tìm ta còn ở đây chờ đợi là để làm gì gì mà chuyện hiểu nguyệt các Rõ ràng là vì Côn Lâm thụ này muốn nhắm vào ta. Sau khi Nghiêm Lập như có điều suy nghĩ, chợt ngẩng đầu lên nói, người kéo dài không chịu gặp là để chờ tin tức có liên quan. Nghiêu Hữu Đạo, ta có thể làm sao? Vô duyên vô cớ, trước đó không hề có dấu hiệu gì, việc này ta chẳng có chút manh mối nào, cộng thêm mấy trưởng lão các ông luôn chơi ta, ta không thể không cẩn thận điều tra một chút, ta phải biết chắc chắn có chuyện gì thì mới dễ ứng đối. Nghiêm Lập im lặng nhìn trời, thầm nói con người ngươi quá đa nghi nghiêu hữu đạo phất tay đi thôi ta cũng muốn xem tên kia muốn tính sổ ta như thế nào cuối cùng cũng chịu lộ diện nghiêm lập nhẹ nhàng thở ra nhưng sau khi đi được mấy bước thì cảm thấy không đúng vội vàng giữ chặt nghiêu hữu đạo ngươi làm gì nghiêu hữu đạo kỳ quái thì đi gặp bọn hắn không phải ông muốn ta đi gặp bọn hắn sao nghiêm lập chỉ về phía hắn đi ta nói này lão đệ ngươi cứ từ trong nội trạch đi ra như vậy sao để bọn hắn thấy chẳng phải chứng tỏ ngươi đang bắt bọn hắn chờ sao Nghiêu Hữu Đạo, chứng tỏ thì chứng tỏ, đã sao chứ, chạy tới đây gây chuyện mà còn muốn ta khách khí với bọn hắn sao? Nghiêm lập giữ chặt không thả, Ngưu lão đệ, Ngưu đại gia, ngươi không cần thể diện nhưng ta cần, để bọn hắn biết ta đang lừa bọn hắn, ta sượng mặt lắm. Ngươi để lại cho ta chút thể diện có được không? Đừng để người tiếp đãi khách ta đây phải xấu hổ mà, sau này ta đến Thiên Hỏa giáo làm việc, người ta lại trả thù làm ta không xuống đài được luôn thì sao? Đi cửa sau ra ngoài, chúng ta vòng một vòng vòng một vòng được không hả không được quá phiền phức nhà ta bên trong không đáng phải làm trộm bớt nói nhảm đi cửa sau nghiêm lập cưỡng ép kéo hắn đi ra cửa sau như hữu đạo bị kéo cho lảo đảo ra khỏi biệt viện đi vòng một vòng hai người lại tiến vào đình viện từ cửa chính nhìn thấy người trong đình nghiêm lập từ xa chắp tay cười to nói ngại quá ngại quá để chư vị đợi lâu như trưởng lão vừa từ ngoài trở về ta đã vội giúp mọi người kéo về đây ba người trong đình đứng dậy Côn Lâm Thụ nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo đang dạo bước đi tới, Hỏa Phượng Hoàng thì nhìn Ngưu Hữu Đạo, lại nhìn phản ứng của sư huynh mình, sợ y quá khích. Làm phiền Nghiêm trưởng lão, Tiền Phục Thành bước ra khỏi đình chắp tay cảm ơn, rồi lại chắp tay cười ha ha nói với Ngưu Hữu Đạo, "Ngưu trưởng lão, từ lúc cáo biệt ở Thiên Đô Phong, lần này chúng ta lại gặp mặt rồi." Khi Ngưu Hữu Đạo tiến vào cũng đã quan sát Côn Lâm Thụ và Hỏa Phượng Hoàng, sau đó không nhìn sang nữa mà chỉ nhìn một mình Tiền Phục Thành. Cũng chắp tay nói, ra ngoài có việc đi vòng vòng, về hơi trễ, để tiền trưởng lão đợi lâu rồi. chương 1353, dựa vào cái gì mà ta phải chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi? Tiền Phục Thành vội nói, không sao, không sao, là chúng ta mạo muội tới quấy giày. Nghiêu Hữu Đạo cũng không khách sáo nhiều, đưa tay mời mọi người đi vào phòng khách ngồi. Cả nhóm tiến vào phòng khách, chủ khách ngồi xuống, Côn Lâm Thụ và Hỏa Phượng Hoàng không tiện ngồi ngang hàng với Tiền Phục Thành nên đứng song song sau lưng Tiền Phục Thành. Một lần nữa dân trà, sau khi như hữu đạo mời dùng cha xong, hỏi không biết tiền trưởng lão tới tìm ta là có việc gì. tiền phục thành buông tiếng thở dài, làm bộ nói tần quốc vừa mới thành lập, lại rất gần với tề quốc ta, thái độ của hiểu nguyệt các này chúng ta thật sự không lần ra được. như trưởng lão và hiểu nguyệt các có quan hệ không tệ là chuyện mọi người đều biết, ngay cả hoàng đế tần quốc cũng là học sinh của ngươi, cho nên mới cố ý tìm như trưởng lão hỏi thăm vài tình hình liên quan một chút. như hữu đạo không dối gạt tiền trưởng lão, đây chỉ là hiểu lầm của ngoại giới thực ra ta và hiểu nguyệt các không hề quen thuộc chút nào chỉ quen biết có mình ngọc thương tiên sinh học sinh kia của ta là một con mọt sách chị e trước kia ngay bản thân hắn cũng không biết chuyện của hiểu nguyệt các trước khi hiểu nguyệt các lập quốc ta thật sự không hề biết gì về ý đồ của hiểu nguyệt các nói như thế nào nhỉ ngọc thương tiên sinh giấu giếm ta quá kỹ nói cho cùng ta cũng hoàn toàn chẳng biết gì về tình hình của hiểu nguyệt các tiền trưởng lão đến hỏi ta e là đã hỏi sai người rồi Chuyện hiểu nguyệt các vốn chỉ là lý do của tiền phục thành, không hề có ý định tìm hiểu sâu xa gì. Nghe hắn nói vậy, tiền phục thành vê dâu trầm ngâm nói, nếu như vậy thì đáng tiếc thật. Gặp được nhiều hữu đạo rồi, cũng đã nói đến nước này rồi, cuối cùng côn lâm thụ không kìm được lên tiếng. Như trưởng lão còn nhận ra ta không? Tiền phục thành hơi nhíu mày, phát hiện côn lâm thụ này sao không biết nhẫn nhịn, nhưng đã mở miệng, lời nói ra cũng không thể thu lại được. Như hữu đạo liếc mắt sang, nhận ra thì đương nhiên là nhận ra, nhưng ngoài miệng lại nói nhìn xem khá quen không biết là vị cao nhân nào ở thiên hỏa giáo côn lâm thụ côn lâm thuộc tự báo tính danh năm đó ở kính hồ tề kinh ta đã từng giao thủ với như trưởng lão cũng từng thua dưới tay như trưởng lão Nhiêu hữu đạo a một tiếng nhắc đến chuyện này thì nhớ ra rồi là ngươi à không ngờ là vẫn còn có thể gặp lại sau khi ứng phó một câu thì không thèm để ý nữa đứng dậy nói với tiền phục thành tiền trưởng lão chuyện của hiểu nguyệt các ta thật sự không rõ ta vẫn còn vài việc, nếu đã tới thì hãy để nghiêm trưởng lão làm chủ nhà tiếp đón, nghiêu mỗ đi trước một bước. Nghiêu trưởng lão, tiền phục thành đứng dậy theo, muốn khuyên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại côn lâm thụ thì lắc mình một cái ngăn ở phía trước, đưa tay chặn lại, nghiêu trưởng lão xin dừng bước. Thấy tình huống này, quản phương nghi ngay lập tức trừng mắt, nghiêm nghị khiển trách quát mắng, lớn mật. Người đâu, vừa xảy ra động tính, mấy người bên ngoài nhanh chóng lách vào, trần bá, hứa lão lục, đặc biệt là vu chiếu hành ngay lập tức xông đến bên cạnh như hữu đạo đề phòng, bên ngoài vừa gọi một tiếng, cả một đám người của Mao Lưu biệt viện xông vào. Tình cảnh này, hơi có gì bất bình thường, giống như sắp ra tay với người của thiên hỏa giáo. Bầu không khí trong ngoài phòng lập tức trở nên căng thẳng. Nhiêu hữu đạo như cười như không nhìn côn lâm thụ cản trước mặt mình, phát hiện vị này lá gan không nhỏ, dám chạy đến nơi đây dương oai, một đệ tử thiên hỏa giáo mà dám chạy ra cản đường trưởng lão tử kim động, thật đúng là chán sống. Nghiêm lập cao mày nói, tiền trưởng lão đệ tử thiên hỏa giáo ngươi chạy tới tử kim động động tay động chân là có ý gì? Tiền phục thành cũng nổi giận, trước khi đến đã cam đoan với trưởng môn sẽ không gây chuyện với bên này, đã tới rồi, có chuyện gì thì nói, cố gắng thuyết phục là được, không được thì thôi. Côn lâm thụ ngươi cũng tự đồng ý rồi, cho nên mới cùng ngươi đi chuyến này, nhưng tên điên côn lâm thụ này lại dám cảm đường trưởng lão tử kim động ngay trên địa bàn tử kim động, cũng không khỏi quá đáng rồi làm gì có môn phái nào có thể chấp nhận chuyện như vậy ai có thể để người ngoài dương oai trong môn của mình giờ cho dù người ta có giết chết ngươi ngươi cũng chẳng có lý lẽ gì cãi lại mấu chốt là thân phận của hai người hoàn toàn không ngang nhau nếu là trưởng lão của thiên hỏa giáo làm như vậy còn có thể nói cho qua làm càn tiền phục thành cũng thét lên với côn lâm thụ một tiếng hỏa phượng hoàng luống cuống mau tới trước đưa tay kéo bàn tay đang đưa ra cản đường của sư huynh lại muốn kéo sư huynh về sư huynh đừng như vậy mà Côn Lâm Thụ nghiêm mặt, như hữu đạo một tay chống kiếm, một tay hơi đẩy đẩy người hứa lão lục cản phía trước, nói với Côn Lâm Thụ, nhớ năm đó, ta đã nhiều lần nhượng bộ, người lại hùng hổ dọa người không thả, đảo mắt đã nhiều năm như vậy, cái bệnh tự cho mình là đúng, khi người này vẫn không thay đổi. Côn Lâm Thụ, người đang muốn sống mái với ta đúng không, nếu bản thân người cứ cố chấp thì chỉ tự gây phiền phức cho mình thôi. Nơi này, không phải chỗ cho người dương oai, hiểu chưa? Côn Lâm Thụ mặt mày đau khổ chắp tay nói như trưởng lão chuyện không phải như người nghĩ ta đến đây là để bồi lễ xin lỗi người a à, hóa ra là vậy như hữu đạo khoát tay với hai bên nếu là đến bồi lễ xin lỗi mọi người cũng đừng khẩn trương lui ra đều lui ra đi mấy người xông vào trong phòng lập tức chậm rãi lui ra nhưng không đi ra ngoài phu chiếu hành mặt không đổi sắc vẫn ở cạnh như hữu đạo đề phòng côn lâm thụ một lần nữa chắp tay nói như trưởng lão chuyện năm đó thật sự do ta không đúng ngài đại nhân đại lược xin đừng so đo với ta đừng để chuyện đó trong lòng nghiêu hữu đạo mỉm cười không ngờ đối phương thức chờ mình cả đêm chỉ để đơn giản nói lời xin lỗi như vậy vì chuyện này hoàn toàn không cần thiết năm đó nghiêu hữu đạo hắn không hề chịu thiệt đối phương đã chịu thiệt bị mình đánh trọng thương cần gì phải chạy tới nhận lỗi chứ liền cười nói biết sai có thể thay đổi là rất tốt được rồi người chịu nhận lỗi thì ta cũng chấp nhận giờ có thể tránh đường được rồi chứ côn lâm thụ không nhường đường vẫn chắp tay nói như trưởng lão năm đó sau khi ta thảm bại dưới tay người, ta đã bế quan cho đến giờ, khổ tu 10 năm, chính là để tới gặp người. Như hữu đạo ha ha nói, bế quan khổ tu 10 năm chỉ để chạy đến bồi lễ nhận lối với ta thôi sao? Như vậy không khỏi nghiêm trọng quá rồi đấy chứ. Được rồi, quá khứ đã qua rồi, ta cũng không so đo, bàn giao với ngươi như vậy được rồi chứ. Côn lâm thụ, như trưởng lão, lần này đến hy vọng người có thể cho ta một cơ hội. Như hữu đạo kỳ quái nói, cơ hội ta có thể cho ngươi cơ hội gì? Côn lâm thụ mặt mày khó xử, cũng biết lời này khó nói ra miệng, nhưng y tới đây là vì cái gì? Cuối cùng y vẫn tự nhiên nói, hy vọng như trưởng lão sẽ so tài với ta một trận, mong như trưởng lão thành toàn. Nghiêm lập đứng một bên lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, làm càn. Ngươi là cái thá gì, dám chạy đến nơi đây gây chuyện với trưởng lão tử kim động. Nhưng đầu nói với tiền phục thành, tiền huynh, thiên hỏa giáo huynh dạy dỗ đệ tử như vậy sao? Tìm tới cửa gây chuyện, đây hẳn là mục đích chính của các người. Tiền Phục Thành vội vàng giải thích, không có không có, ta cũng không biết tiểu tử này sao lại lên cơn điên, sau khi quay về ta nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt, cho hắn biết thế nào là quy củ. Hắn đã không tuân quy củ, còn nói quy củ cái gì, có quy củ hay không sau này hãy nói. Nghiêu Hiếu Đạo lên tiếng trên lời, tiếp tục nhìn chằm chằm côn lâm thụ hỏi, bằng Hiếu, ai cho ngươi tự tin chạy tới đây vậy? Ta có to gan nhưng cũng không làm những chuyện thiếu não như vậy, Người chạy tới đây là để tự rước lấy nhục, có biết hay không hả? chương 1354, Hạ Dược một Vẻ mặt côn lâm thụ phức tạp nói, như trưởng lão, ta không có ý gì khác, chỉ muốn cầu xin người tiếp nhận lời khiêu chiến của ta một lần, chúng ta đều sẽ biết điểm dừng, coi như luận bàn, ta tuyệt không ác ý. Vẻ mặt hỏa phượng hoàng bên cạnh cũng rất phức tạp, trong lòng vô cùng đau đớn, nàng ta biết sư huynh không nên tới đây, nhưng lại không thể ngăn được. Nàng ta cũng biết, chuyện năm đó đã thành tâm ma của sư huynh, một đệ tử ưu tú của thiên hỏa giáo năm đó, là tuấn kiệt của những người cùng thế hệ, bỗng chốc bị người ta đánh rơi khỏi tầng mây, vì thế không tiếc tiến vào cấm địa bế quan 10 năm, còn đánh bạc tính mệnh đi tu luyện thiên hỏa vô cực thuật, vì cái gì cũng có thể nghĩ ra, tâm nguyện 10 năm trời là chỉ để có thể đánh với Nhiêu Hữu Đạo một trận. Nhiêu Hữu Đạo cười lạnh nói, khiêu chiến, côn lâm thụ, không phải ta tự cao tự đại xem thường ngươi, nhưng đạo lý bày ra ở đây, ngươi dựa vào cái gì mà khiêu chiến ta. Côn lâm thụ dương mắt nói, chẳng lẽ như trưởng lão sợ ta? Y sử dụng phép khích tướng, làm càn, tiền phục thành và nghiêm lập gần như trăm miệng một lời gầm lên. Như hữu đạo đưa tay ra hiệu, ngăn hai người lên tiếng, cảm thấy đối phương khá thú vị, liền hứng thú nói, côn lâm thụ, ta muốn hỏi ngươi, nếu ta không chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi, không đánh với ngươi, ngươi định làm như thế nào? Lời này thật sự đã hỏi cho côn lâm thụ không biết nên trả lời như thế nào, cứng rắn ra tay ép như hữu đạo động thủ. Nghiêu hiểu đạo không muốn động thủ, y có ép cũng vô ích, từ kim động còn có người thu thập y, thật sự không tới lượt nghiêu Hữu đạo động thủ. Nhưng nếu nói nghiêu hiểu đạo không đồng ý y chỉ có thể từ bỏ thì y lại không thể nói ra miệng, tâm ý nhiều năm như vậy, đây là tín niệm duy nhất giúp y chống đỡ trong 10 năm cực khổ cô quạnh, những người chưa trải qua sự cô quạnh dài rằng rạc đó sẽ không thể nào tưởng tượng được tư vị của nó. Thấy y không nói nên lời, nghiêu hiểu đạo ha ha nói, được rồi, ta không khó dễ ngươi nữa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta dựa vào cái gì mà phải chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi? Chỉ cần ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng, ta có thể cân nhắc. Côn lâm thụ ngẩng phát đầu lên, đôi mắt tỏa sáng, dường như nhìn thấy hy vọng, nhưng miệng vừa há ra lại không tìm ra được lý do. Nghiêu hữu đạo dựa vào cái gì mà phải chấp nhận lời khiêu chiến của ý? Dựa vào cái gì, y không biết, vì có thể cho người ta địa vị quyền thế hay có thể cho cái gì? Thứ nghiêu hữu đạo muốn, y không thể cho được hai tay nghiêu hữu đạo đều đặt trên chuôi kiếm trước người, mười ngón tay gõ nhẹ nhẹ, từ từ chờ đối phương trả lời, giống như không hề sốt ruột. Quản phương nghi lặng lẽ liếc xéo côn lâm thụ, thầm mắng đổ đần, cũng âm thầm lắc đầu, bà ta nhìn từ đầu đến chân côn lâm thụ, cũng không hề nhìn ra vị này có điểm gì có thể đấu lại đạo gia, với chút bản lĩnh này sao có thể đấu lại đạo gia chứ, đừng bị đạo gia đùa chết là may rồi. Nghiêm lập thì chậm rãi quay đầu nhìn về phía tiền phục thành, sau khi nhìn thấy phản ứng trầm mặc tùy ý của tiền phục thành thì hiểu ra, đúng là côn lâm thụ đến đây vì việc này, ông ta cũng không thể nghĩ ra, thiên hỏa giáo đã uống nhầm thuốc gì rồi, sao có thể để cho côn lâm thụ chạy tới đây làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nếu tử kim động có đệ tử như vậy không đánh gãy chân không được, sao có thể dung túng. trầm mặc hồi lâu, côn lâm thụ chợt hỏi ngược một câu, như trưởng lão, phải làm thế nào người mới bằng lòng chấp nhận lời khiêu chiến của ta. Người hỏi ta, như hữu đạo vui vẻ. Ánh mắt chậm rãi rơi lên người hỏa phượng hoàng đang lo lắng căng thẳng bên cạnh, hỏi nghe nói ngươi vừa tân hôn chắc hẳn vị này chính là thê tử tân hôn của ngươi tim côn lâm thụ siết chặt khó khăn nói đúng là sư muội của ta nghiêu hữu đạo a à một tiếng ngón tay trên chuôi kiếm chậm rãi gõ gõ trông không tệ nếu ta nói điều kiện tiên quyết để ta chấp nhận lời khiêu chiến của ta là cho thê tử ngươi rời khỏi thiên hỏa giáo đến làm nô tỳ cho ta ngươi có đồng ý không vừa nhắc tới chuyện này người ngoài còn chưa kịp phản ứng người của tử kim động đã kinh ngạc trước nghiêm lập nhìn thấy nghiêu hữu đạo vẻ mặt hơi hung hăng rất muốn hỏi nghiêu hữu đạo người có biết người đang nói gì không bây giờ người đâu phải tán tu bên ngoài gì đó mà đường đường là trưởng lão tử kim động nói chuyện phải chú ý chừng mực một chút có được không hả cái gì gọi là trông phu nhân nhà ngươi khá đẹp muốn nàng ta đến làm nô tỳ vẻ mặt quản phương nghi rất đặc sắc câu này của đạo gia cũng không biết có phải mình đã hiểu sai ý hay là như thế nào dù sao bất kể như thế nào thì nghe đều lộ một sự gian tà rất dễ làm người ta miên man bất định hỏa phượng hoàng bị làm không trở tay không kịp đương nhiên như hiếu đạo nói cái gì không quan trọng quan trọng là thái độ của sư huynh nàng ta nhìn chằm chằm phản ứng của côn lâm thụ khuôn mặt côn lâm thụ bình tĩnh trong ánh mắt có sự tức giận rõ ràng đã bị những lời này chọc giận tiền phục thành trầm giọng nói như trưởng lão người nói hưu nói vượn hơi quá rồi đấy người ngoài không có quyền bắt đệ tử thiên hỏa giáo rời khỏi thiên hỏa giáo nếu không phải bên này vô lý trước ông ta đã chỉ vào mặt như hữu đạo mắng chửi không ra gì rồi có hơi quá rồi như hữu đạo a à một tiếng lại hờ hững nâng cầm côn lâm thụ có thể lời ta nói chưa rõ ràng người thua phu nhân người phải ở lại người thắng phu nhân người có thể đi không dám đặt khoản cược này chứng tỏ người không chắc chắn thắng ta còn có gì để khiêu chiến nữa chứ người trẻ tuổi trở về đi lời này vừa nói ra quản phương nghi buồn cười kìm nén đến mức khó chịu suýt chút nữa là cười thành tiếng. Nghiêm lập cũng hơi nén cười, không biết cái khẩu khí ông cụ non này của nghiêu Hữu Đạo mặt mũi nào mà lôi ra, trông người có vẻ còn trẻ tuổi hơn Côn Lâm Thụ đấy. Thắng sư muội không cần ở lại, biểu hiện trên mặt Côn Lâm Thụ có chút do dự bất định, lần này y rất nắm chắc sẽ thắng nghiêu Hữu Đạo, nói một cách khác, nếu thật sự là như vậy, hẳn mình sẽ không để sư muội rơi vào nguy hiểm, chỉ đem sư muội ra làm tiền đặt cược, dường như cũng không có gì là không chấp nhận được hỏa phượng hoàng vẫn tương đối hiểu rõ sư huynh mình từ vẻ mặt sư huynh đã mơ hồ nhận ra chút suy nghĩ của sư huynh lúc này căng thẳng nói sư huynh không thể đấu chúng ta trở về đi nàng ta biết không phải sư huynh không quan tâm đến nàng ta nhưng nàng ta sợ sư huynh đầu óc phát sốt sẽ đồng ý mặc kệ kết quả tỉ thí như thế nào chỉ cần sư huynh đồng ý tình cảnh của nàng ta sẽ như thế nào đây truyền ra ngoài nàng ta là tiền đặt cược của trượng phu mình tỉ thí với người khác làm sao chịu nổi Nghiêu hữu đạo cũng đang để ý đến phản ứng của côn lâm thụ, một câu căng một câu nhả, cảm giác sắp chọc giận côn lâm thụ, hắn lại ngay lập tức thả lỏng điều kiện một chút để cứu vãn lại không khí, đang thử thăm dò mức độ chấp nhất của côn lâm thụ với chuyện này, đang thử thăm dò danh giới cuối cùng của côn lâm thụ. Côn lâm thụ nhìn sư muội của mình, vẻ mặt cực kỳ rằng co, chợt hỏi một câu, sư muội, muội tin tưởng ta chứ? Nghe xong lời này, khóe môi nghiêu hữu đạo nhếch lên nụ cười mỉm, nụ cười có vẻ hơi quỷ dị. Tiền Phục thành lập tức lên tiếng ngắt lời nói, "Hoang Đường, Nghiêu Hữu Đạo, người muốn đấu thì đấu, không đấu thì bỏ đi." Nói như kiểu là ta gây chuyện ấy. Nghiêu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn ông ta, tiếp tục nói với Côn Lâm Thụ, "Gậy đánh Nguyên Ương thì đúng là hơi quá đáng, chuyện tốt thành đôi, điều kiện tiên quyết để ta cân nhắc chấp nhận khiêu chiến của ngươi là, hai vợ chồng ngươi rời khỏi Thiên Hỏa giáo, về làm nô lệ bên cạnh ta. Ngươi thắng, vợ chồng các ngươi trở về, ngươi thua, vợ chồng các ngươi lưu lại thực hiện lời hứa." chương 1355, hạ dược. 2. Điều kiện lại tăng giá, trước đó chỉ cần mình hỏa phượng hoàng, giờ lại trở thành vợ chồng hai người. Tiền Phục Thành cả giận nói, Nghiêu hữu Đạo, người đừng có quá đáng. như hữu Đạo, ta quá đáng. Các ngươi chạy tới đây gây chuyện, còn muốn khiêu chiến ta, chỉ một đệ tử của thiên hỏa giáo mà đòi khiêu chiến ta trưởng lão tử kim động, thế nào, ta đưa ra vài điều kiện cũng không được sao. Là các ngươi quá đáng hay ta quá đáng? Quay đầu quát hai bên, tiến khách. Côn lâm thụ muốn nói lại ngừng, muốn nói điều gì đó, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, mấu chốt là những chuyện thế này y không thể quyết định được. Quản phương nghi tiến lên đưa tay nói, chư vị, mời. Chúng ta đi, tiền phục thành phất tay áo hử lạnh một tiếng rời đi, hỏa phượng hoàng kéo cánh tay côn lâm thụ bỏ đi. Như hữu đạo đột nhiên thốt lên một câu, côn lâm thụ, điều kiện vẫn là điều kiện này. Bế quan thêm 10 năm nữa, đợi khi nào ngươi thật sự nắm chắc có thể khiêu chiến thắng ta thì tới tìm ta cũng không muộn hãy dùng bản lĩnh thật ra nói chuyện đừng chạy tới giả vờ giả vịt sau đó lại nói ta không chấp nhận khiêu chiến muốn dùng cách này để lấy chút thể diện à loại người như vậy ta gặp nhiều rồi ta không có thời gian chơi với mấy kẻ mù như ngươi trong giọng nói tràn đầy khinh thường giống như đang diếu cợt đối phương biết rõ thân phận hai bên không ngang nhau bên này sẽ không thể dễ dàng chấp nhận lời khiêu chiến của y mà vẫn cố ý chạy tới giả vờ giả vịt chỉ còn chưa nói y không biết xấu hổ côn lâm thụ bị sư muội kéo đi siết chặt nắm đấm dừng chân lại hơi thở nặng nề đi tiền phục thành lại quay đầu lại hét lên sư huynh hỏa phượng hoàng gần như cầu khẩn nàng ta biết câu nói bất thình lình này của ngưu hữu đạo đã gây ra kích thích to lớn nhường nào với sư huynh chỉ e sư huynh sẽ không nhịn được côn lâm thụ mặt mày căng cứng bước chân nặng nề cuối cùng vẫn bị sư muội lôi đi nghiêm lập vẻ mặt ngờ vực quan sát ngưu hữu đạo một chút sau đó cũng đuổi theo đám tiền phục thành cuối cùng cũng yên tĩnh những người tập trung đề phòng của mao lư biệt viện cũng tản đi trong một góc sân thương thuộc thanh kinh ngạc nhìn bên này bầu không khí dương cung bạt kiếm vừa rồi không biết là có chuyện gì xảy ra dưới mái hiên trước cổng lúc này quản phương nhi đi đến bên cạnh nghiêu hữu đạo hỏi một câu đạo gia người muốn thu nhận hai phu phụ này nghiêu hữu đạo ta không chê nhiều người quản phương nhi sẽ đáp ứng điều kiện của người sao nghiêu hữu đạo cứ xem đã hãng nói sau khi rời đi không quá lâu nghiêm lập bố trí xong cho nhóm tiền phục thành thì lại chạy tới đi thẳng đến nội trạch tìm ngưu hữu đạo ngưu hữu đạo nói hắn muốn tu luyện bảo người khác nói với nghiêm lập nghiêm lập không chịu bước vào trong kéo cánh tay hắn ngươi làm cái quái gì vậy không đồng ý là được rồi sao phải dở trò gì thế không phải ngươi thật sự bắt hai người kia làm nô lệ đấy chứ hai người kia có đáng để ngươi phí sức như vậy không ông cho rằng ta có thể tùy tiện ứng chiến bất kỳ kẻ nào chạy tới khiêu chiến sao con người ta ghét nhất chém chém giết giết. ta nói ông đừng có lôi lôi kéo kéo nữa được không? hai người đàn ông mà cứ ôm nhau nói chuyện thế này không buồn nôn à? như hữu đạo vỗ vỗ bàn tay đang níu lấy cánh tay mình của ông ta đẩy ra hỏi lại, nghiêm trưởng lão, ông không cảm thấy việc này hơi kỳ quái sao? nghiêm lập đúng là hơi kỳ quái, ngươi đang chỉ phương diện kia, như hữu đạo, sao tiền phục thành này lại cùng côn lâm thụ đến đây? còn nữa ông cảm thấy mấy chuyện này nếu không có thiên hỏa giáo ngầm đồng ý ở mức độ nào đó, tiền phục thành có thể làm như vậy sao? Nghiêm lập khẽ gật đầu, chẳng lẽ ngươi đã nhìn ra manh mối gì? Như hiểu đạo, thiên hỏa giáo, còn cả tiền phục thành, có thể làm nhiều chuyện vì côn lâm thụ như vậy, chứng tỏ trên người côn lâm thụ này có nguyên nhân khiến bọn hắn làm như vậy, nói một cách khác, côn lâm thụ có sức ảnh hưởng này. À, nghiêm lập như nghĩ ngợi gì đấy, sờ sờ mấy cọng dâu, người nói vậy, hình như đúng là như thế rồi nghiêu hữu đạo người vẫn chưa đi à nghiêm lập chưa đi hai phái vẫn còn vài chuyện khác cần thương lượng người tạm thời được bố trí ở viện của khách vì sao côn lâm thụ này có sức ảnh hưởng như vậy ông không tò mò sao ông không cảm thấy hứng thú sao nghiêu hữu đạo đưa tay làm động tác chụp lại nghiêm lập biết hắn nhiều thủ đoạn hết nhìn đông tới nhìn tây một chút thấp giọng nói người muốn làm gì ông nói tình hình này với trưởng môn một tiếng xem thử trưởng môn có cảm thấy hứng thú không nếu cảm thấy hứng thú thì bảo tông môn phối hợp giúp đỡ một chút hỗ trợ kích động một chút nghiêu hữu đạo ghé sát tai ông ta lầm bầm nhỏ to một hồi nghiêm lập vừa nghe vừa liên tục gật đầu thỉnh thoảng chật chật hai tiếng xong lại hơi lo lắng nói làm như vậy không có vấn đề gì chứ ngươi có từng nghĩ thiên hỏa giáo đã dám cho hắn tới tìm ngươi ta nghi ngờ tên này cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì nếu thật sự phải động thủ ngươi chịu được không nghiêu hữu đạo tới địa bàn của chúng ta không phải là chúng ta muốn bóp thế nào thì sẽ thế ấy sao tùy tiện động chút chân tay, chẳng hạn hạ dược gì đấy, hắn muốn không thua cũng khó. Hạ dược, nghiêm lập chấn kinh, gương mặt giật giật, ta nói người đừng làm loạn đấy, tử kim động ta tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, người tốt xấu gì cũng là trưởng lão tử kim động, người làm loại chuyện bị ổi này, nếu để lộ ra, tử kim động không gánh nổi tiếng xấu đâu. Như hiểu đạo, ông yên tâm, chắc chắn sẽ làm thần không biết quỷ không hay. Việc này chỉ có trời biết đất biết ông biết ta biết, chỉ cần ông không nói ra thì sẽ không ai biết. Nghiêm sư huynh, ta như thế tín nhiệm ông như vậy, ông sẽ không lừa ta chứ. Quản phương nghi nhìn hai người châu đầu thì thầm mưu đổ bí mật một lát, rồi lại đưa mắt nhìn nghiêm lập bước nhanh rời đi, bà ta cảm thấy không biết nên nói nghiêm lập thế nào cho tốt. Bà ta lờ mờ phát hiện ra một vấn đề, nghiêm lập này dường như bất chi bất giác đã càng ngày càng thân cận với đạo gia, dần dần có tiềm chất trở thành chó săn cho đạo gia rồi. Đạo gia, người thật sự muốn hạ dừa côn lâm thụ kia à? Quản phương nghi thử hỏi một tiếng, Nghiêu Hữu Đạo bình tĩnh nói: "10 năm trước có thể thu thập hắn, 10 năm sau ta không tin hắn có thể một bước lên trời, cần phải hạ dược sao?" Quản Phương Nghi không hiểu, vậy sao người còn nói ra mấy câu tự bôi xấu mình như vậy? "Nghiêu Hữu Đạo, trưởng lão Tử Kim động bị một đệ tử bên dưới của Thiên Hỏa giáo đánh bại không phải chuyện vẻ vang gì, không cho bọn hắn biết ta nắm chắc phần thắng, bọn hắn sẽ không bán mạng hỗ trợ." Quản Phương Nghi hiểu ra, nhưng ít nhiều cũng hơi lo lắng, nhưng nghiêm lập nói không sai, Thiên Hỏa giáo đã dám để hắn đến e là khá nắm chắc, lỡ như hắn thật sự đánh bại người thì sao? Nghiêu hiểu đạo không cho là đúng, bại thì bại, có gì đâu chứ. Chỉ chút thể diện ấy mà, thân phận địa vị của ta và hắn không ngang nhau, có một số việc đã định sẵn, ta dám giết chết hắn ngay tại đây, nhưng hắn thì không dám giết chết ta ngay tại đây, cùng lắm chỉ đánh bị thương, người của chúng ta để trang trí sao. Ta có gì phải lo lắng chứ, nghiêm lập vừa quay đầu đi đã bán đứng nghiêu hiểu đạo, đi tìm cung lâm sách, thổ lộ ý đồ sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ hạ dược để đảm bảo phần thắng của Ngưu Hữu Đạo, cùng Lâm Sách tương đối cạn lời, có điều nghe xong chuyện này, ông ta cũng khá quan tâm và chú ý đến Côn Lâm Thụ. Tâm trạng của Tiền Phục Thành khá tệ, phát hiện hình như không nên đưa Côn Lâm Thụ tới đây. Chuyện Côn Lâm Thụ chạy tới Tử Kim Động tìm Ngưu Hữu Đạo khiêu chiến dường như cũng đã đồn ra ngoài, có rất nhiều lời châm chọc được giấy lên. Ngay cả trưởng lão Tử Kim Động tới gặp mặt để bàn luận cũng thật lòng an ủi mấy câu, quên đi thôi, 10 năm trước đã không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, nói gì hiện tại, đừng làm Thiên Hỏa giáo mất mặt, vân vân. Chương 1356, ta có phải đàn ông hay không còn cần ngươi phải nhắc mới biết hay sao? Tất nhiên bề ngoài tiến phục thành nói giúp cho Thiên Hỏa giáo. 10 năm sau đã chẳng phải đối thủ, 10 năm sau lại càng không phải đối thủ. Đối phương ha ha cười cho qua chuyện, cảm giác buồn cười khá nồng. Có người lại càng đề cao tử kim động của mình, hạ thấp Thiên Hỏa giáo người mình nói giúp người mình là chuyện rất bình thường có người còn thẳng thừng chào phúng người ta đã nói rõ ràng thiên hỏa giáo có bị bệnh không mà để một đệ tử bên dưới ra khiêu chiến trưởng lão tử kim động ta coi tử kim động ta là cái gì các ngươi không khách khí chúng ta cũng không cần khách khí nói thẳng tưng chẳng thèm nương tình đệ tử thiên hỏa giáo các ngươi không được Chào phúng mỉa mai các loại tiễn phục thành nghe xong đã không là mất mặt nữa nín nhịn khó chịu nổi nhưng nói miệng không bằng chứng ai bảo côn lâm thụ năm xưa quả thực cua trên tay Nghiêu Hữu Đạo, thậm chí suýt bị đánh chết. Hiện giờ y thật sự muốn để côn lâm thụ và Nghiêu Hữu Đạo so sánh một phen, nhưng Nghiêu Hữu Đạo đưa ra yêu cầu quá hà khắc. Hắn lại muốn côn lâm thụ và hỏa phượng hoàng rời khỏi thiên hỏa giáo làm nô bộc cho hắn. Chuyện như vậy không phải chuyện nhỏ, tiễn phục thành căn bản không làm chủ được. Đặc biệt là côn lâm thụ đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật, dù chỉ sơ thành nhưng cũng đủ để chứng minh trong thiên hỏa giáo bây giờ không ai hiểu rõ thiên hỏa vô cực thuật hơn côn lâm thụ côn lâm thụ biết bí thuật trí cao của thiên hỏa giáo sao có thể để gã gia nhập người khác cho dù côn lâm thụ có thể thắng y cũng không có quyền quyết định chuyện như thế này vì lẽ đó tiễn phục thành hối hận phát điên hối hận vì đã mang côn lâm thụ đến tự rước lấy nhục y cũng không biết lúc đó mình uống lộn thuốc gì những trường lão kia không ai ra mặt mình lại nhảy ra làm gì đương nhiên với tình thế lúc đó cũng vì y phụ trách ở phương diện này nên mới tới bên này, có cớ đủ để giải thích. Nói chung, bao nhiêu lời chào phúng khiến y phát hỏa. Kha kha, chính là cái thằng đó, 10 năm trước đã bị nghiêu trưởng lão đánh cho như đánh chó, bây giờ còn không biết tự lượng sức mình, dám chạy tới tự rước lấy nhục. Người biết cái gì, người ta biết nghiêu trưởng lão sẽ không tiếp nhận lời khiêu chiếu của mình nên mới chạy tới cố ra vẻ thôi. Sau này người ta lại nói là nghiêu trưởng lão không dám nhận sự khiêu chiến của y. À, muốn làm thế để cứu vãn chuyện năm đó à? Tiểu nhân cực kỳ, còn biết xấu hổ nữa hay không? Côn lâm thụ vừa tới trước cửa tròn chợt dừng lại, nghe tiếng nghị luận của đệ tử tử kim động đang quét sát sau tường nghị luận, hai tay bóp chặt, móng tay sắp cắm vào thịt, sắc mặt rất khó coi. Hỏa phượng hoàng đi bên cạnh cũng rất khó chịu, sắc mặt nhăn nhó. Nàng ta lôi kéo tay sư huynh, lắc đầu với sư huynh, hy vọng y nhịn xuống. Không chỉ tiếng bàn luận sau tường, hai người đi đến đâu trong tử kim động cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng nói xấu, vô cùng mỉa mai. Thậm chí, ngay cả đệ tử tử kim động đưa đồ đạc vào nhà cũng thầm cười nhạo. Hỏa phượng hoàng biết trong lòng sư huynh rất khổ sở. Sư huynh là người kiêu căng tự mãn, cho dù thất bại một lần khiến ngạo khí tỏa ra ngoài trước kia đã bị mài sạch, nhưng trong lòng một cục tức kia, làm sao chịu được sỉ nhục thế này. Hỏa phượng hoàng cố sức kéo tay sư huynh, dẫn y đi qua cửa tròn, Đi đường vòng tránh khỏi những người đang líu ra líu díu bàn luận kia. Phòng trở về nhà khách, nhìn thấy Tiễn trưởng lão ngồi trong phòng, hai người hành lễ xin cáo lui, chợt Côn Lâm thủ cuối cùng cũng không nhịn được nói. "Trưởng lão, có phải ngài vẫn cho rằng ta bây giờ vẫn không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo?" Vừa nghe lời này, tâm của Hỏa Phượng Hoàng đã rơi mất nửa phần. Tiễn Phục Thành nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau khi đặt chén trà xuống mới trầm giọng nói ngươi đã luyện thành Thiên Hỏa vô cực thuật, sao lại không phải đối thủ của hắn?" Côn Lâm Thụ khó nhọc nói, "Vì sao các trưởng lão kia không cho đệ tử đi khiêu chiến hắn?" Tiễn Phục thành sầm mặt, "Không phải ta không cho ngươi đi khiêu chiến, mà ta cũng hy vọng ngươi sửa sạch nhục nhã. Ta cũng mong rằng ngươi rửa nhục cho tông môn, thế nhưng, ngươi cũng nghe điều kiện của hắn rồi đấy." "Nếu ta đồng ý chuyện như vậy, sau khi về, ta không có cách nào báo cáo lại cho tông môn. Ông ta chỉ về phía Hỏa Phượng Hoàng." hắn muốn sư muội của ngươi, muốn phu nhân ngươi làm nô. Ngươi còn có thể đồng ý với điều kiện này hay sao? Ngươi ném người kia đi hay sao? Côn lâm thụ bi vẫn nói, đương nhiên ta không thể đồng ý, ta thả chết cũng không thể đồng ý. Nhưng trưởng lão, chúng ta có thể tìm hắn nói chuyện. Ai làm kẻ nấy chịu, việc này không cần liên quan đến sư muội. Chỉ cần không liên quan đến sư muội, điều kiện khác đều dễ bàn. Nghe thấy sư huynh nói thả chết cũng sẽ không để cho nàng chịu nhục, hỏa phượng hoàng cảm thấy rất an ủi. Nàng ta cười, cũng rơi lệ, có câu nói này của sư huynh là được rồi. Tiến phục thành, điều kiện khác đều dễ bàn. Côn lâm thụ, người điên rồi sao? Côn lâm thụ, trưởng lão, đệ tử phải lên thánh cảnh, có thể sống mà về hay không còn chưa biết. Nếu ta chết ở thánh cảnh, làm nô cho hắn là không thể nào thực hiện được. Nhưng những điều này đều không quan trọng, đệ tử có lòng tin thắng hắn, chỉ cần thắng hắn, bất kỳ điều kiện gì đều có thể lẽ nào trưởng lão cảm thấy đệ tử không đánh thắng được hắn? Thực ra tiến phục thành cũng khá động lòng, quan trọng là nhận biết bao trào phúng ở tử kim động, quả thực nuốt không trôi cơn giận này. Ông ta cũng rất muốn mượn tay côn lâm thụ đánh vào mặt tử kim động, sự thực thắng hùng biện. Chỉ cần thắng, vấn đề gì cũng không còn là vấn đề. Bây giờ côn lâm thụ muốn thắng như hữu đạo hẳn là không thành vấn đề. Nỗi uất ức này vẫn khiến lòng ông ta ngứa ngáy, nhưng sự việc không hề nhỏ, ông ta vẫn không dám dễ dàng đồng ý côn lâm thụ ta hiểu tâm trạng của ngươi nhưng ngươi mang bí thuật trí cao của thiên hỏa giáo trong người cho ngươi đi đánh cược lần này không được ngươi phải hiểu nguyên nhân mới đúng ông ta lại lắc đầu côn lâm thụ nhấc tay nói đệ tử thề với trời cho dù thua trong tay nghiêu hữu đạo dù thật sự rơi vào tay hắn làm nô đệ tử chắc chắn cũng sẽ không tiết lộ cho bất kỳ người nào về bí thuật nếu vi phạm lời thề ắt sẽ bị trời phạt ý chí của tiến phục thành giao động mà thực ra đã sớm giao động một cá nhân đã không muốn bị sỉ nhục huống chi ông ta còn là trưởng lão của thiên hỏa giáo ông ta từ từ đứng dậy hỏi ngươi thật sự chắc chắn thắng được nghiêu hữu đạo ông hỏi lại với vẻ đổi ý nhưng không phải vì côn lâm thụ mà là vì bản thân ông ta cảm thấy mình bị uất ức muốn xả giận chưa cần tới lời nói của côn lâm thụ thuyết phục vì lời giải thích của côn lâm thụ cùng lắm chỉ là cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà mà thôi hai mắt côn lâm thụ nhất thời tỏa sáng gật đầu liên tục nói đệ tử có lòng tin tuyệt đối tiễn phục thành được ta lại cửa cái mặt mo này đi bàn lại chuyện lần trước nếu hắn không đồng ý thì đành thôi đến lúc đó coi như ta đã tận lực cũng xem như đã thực hiện hứa hẹn đối với ngươi sau này ngươi nhất định phải đàng hoàng quay về với ta côn lâm thụ ôm quyền mạnh mẽ nói đệ tử xin nghe pháp chỉ của trưởng lão đi tiễn phục thành vẫy tay một cái dẫn hai người ra ngoài đi thẳng tới tìm nghiêm lập dưới bóng cây trên đỉnh núi cung lâm sách đứng chắc tay bên trái là trưởng lão phó quân nhược bên phải là nữ trưởng lão mạc linh tuyết ánh mắt ông ta chiếu xuống núi thấy nghiêm lập dẫn ba người tiến phục thành theo đường núi tới sơn trang mao lư quả thật đi tìm ngưu hữu đạo xem ra lần này bọn họ đã đồng ý với điều kiện của ngưu hữu đạo phó quân nhượng lắc đầu thổn thức cung lâm sách lạnh nhạt nói xem ra bị các người kích thích không nhẹ toàn phái cử ra bao nhiêu người như thế cả đám người gây vả cho ba người bọn họ thật sự có vẻ lừa người chỉ mong vị nghiêu sư đệ kia của chúng ta có thể giúp chúng ta móc ta bí mật nào đó. chương 1357, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bợt một. Phó quân nhượng đã bị hắn xoay như trong chóng rồi. Vị nghiêu sư đệ này của chúng ta đúng là không phải thứ tốt. Mạc Linh Tuyết, thiên hỏa giáo có thể đưa tên kia tới khiêu chiến, ta thật lo lắng không biết nghiêu hữu đạo ứng phó được hay không. Phó quân nhượng, tên này cũng đã chuẩn bị dược rồi, chỉ cần thắng, có chuyện gì mà hắn không làm được cung lâm sách các người biết là được nếu bị truyền ra ngoài cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào gì việc bỏ thuốc chấm dứt ở đây không nên nhắc lại đường đường tử kim động mất mặt việc này chúng ta cũng không biết chỉ là hành vi cá nhân của ngưu hữu đạo phải hai người đáp lại khách cố lại tới lần này ngưu hữu đạo đúng là sảng khoái không lảng tránh nữa lộ diện ra gặp khách gặp mặt chào hỏi ngưu hữu đạo bình thản nói lúc này là làm việc chính hay là vẫn muốn bám theo phiền phức mãi tiễn phục thành không hé răng côn lâm thụ ôm quyền nói chuyện khiêu chiến lời ngưu trưởng lão nói có phải là thật ngưu hữu đạo nghiêng đầu lên trời đi ra ngoài hỏi một chút sẽ biết như mỗ không hiểu biết nhiều chỉ biết ta là một người giữ chữ tín tất nhiên phải giữ lời làm sao thương lượng được rồi đồng ý với điều kiện của ta nếu đã nghĩ thông rồi thì ta có thể suy nghĩ một chút thật là muốn nói chết người không đền mạng côn lâm thụ nghiêm mặt nói ngưu trưởng lão ngài cũng là đàn ông ta cũng là đàn ông, bất kể giữa ngài và ta có thân phận hay địa vị gì, việc của đàn ông không liên quan đến phụ nữ, đây không phải hành vi của đại trượng phu. Sư muội của ta không liên quan gì đến việc này, trong các điều kiện mà ngài đưa ra, chỉ cần xóa đi điều liên quan đến sư muội, điều khác đều dễ nói. Như hữu đạo cao mày nói, buồn cười, ta có phải đàn ông hay không còn cần ngươi phải nhắc mới biết hay sao? Bất kể thân phận địa vị ra sao, nếu đã bất kể thân phận hay địa vị, ngươi còn có thể khách khí đứng ở chỗ này nói với ta lời ấy hay sao ta không có kiên nhẫn bàn luận với ngươi đã cho ngươi thể diện thì đừng có vứt bừa muốn luận thì chính là luận thân phận địa vị thân phận của ta là gì của ngươi lại là gì một ngươi có tư cách ép buộc hay sao liên lụy nhiều hơn một người bên ngươi làm cái giá đánh đổi thì đã làm sao đương nhiên như hữu đạo chỉ tiến phục thành tiến trưởng lão nói mới đủ trọng lượng nếu ngươi có thể thuyết phục tiến trưởng lão làm nô no coi như tiền cược ta cũng có thể buông tha cho hai vợ chồng các ngươi. Tiễn Phục Thành sầm mặt xuống, nói đùa gì thế? Ông ta đường đường là trưởng lão thiên hỏa giáo, sao có thể làm món tiền cược, làm nô? Nếu bị truyền ra ngoài, thiên hỏa giáo còn có thể diện gặp người sao? Côn Lâm Thụ nói, tuyệt đối không thể để tiến trưởng lão làm tiền đặt cược. Như trưởng lão, Côn Mỗ mang thành ý tới đàm luận, chỉ cần ngài buông tha cho sư muội của ta, ngài có thể nói ra điều kiện khác để thương lượng. Ta nói ra điều kiện khác, Ngươi cũng không cho được, nói thương lượng làm gì. Ta cứ muốn ngươi và vợ của ngươi đấy, không đồng ý thì khỏi bàn, tiễn khách. Như hữu đạo vứt lại một câu rồi vứt áo đi thẳng. Côn lâm thụ nắm tay không nói, như trưởng lão, nghiêm lập gọi theo, bước nhanh chạy tới, đuổi theo như hữu đạo, ông ta nhỏ giọng nói. Ta nhọc nhằn khổ sở chạy tới chạy lui vì chuyện này đã sắp thành chân chạy của ngươi rồi. Ngươi làm cái gì thế? Chẳng phải ngươi xung đột với côn lâm thụ kia sao? làm sao cắn chặt vào lão bà của người ta không chịu buông ngươi không thật sự coi trọng vợ của người ta đấy chứ nghiêu hữu đạo phí lời huynh không nhận ra sao cái thằng mua kia là con lừa một khi mà y thất bại huynh có tin là y lập tức tự sát không ta cần người chết có ích chó gì lão bà y trên tay ta ta nói này nghiêm sư huynh lấy sự thông minh của huynh chúng ta lại đều là đệ tử danh môn chính phái không cần ta phải nói rõ ràng ra như vậy chứ nghiêm lập không nói gì đã hiểu, ông ta đã hiểu. Nghiêm Lập không ngốc, đã nói tới mức độ này làm sao lại không hiểu, đơn giản là bắt lấy phu nhân của Côn Lâm Thụ để bắt bí y mà thôi. Lại nói, nghĩ lại cũng thấy đúng, với kẻ cứng đầu như Côn Lâm Thụ, nếu y thật sự thua, khó có thể bảo đảm là y sẽ không làm ra chuyện điên rồ. sai khi hiểu thâm ý, Nghiêm Lập không còn ý kiến gì nữa. Ông ta cũng cảm thấy phải bắt lấy lão bà của Côn Lâm Thụ. Nghĩ xong, Nghiêm Lập không lôi kéo Ngưu Hữu đạo nữa, vất tay áo rời đi ai ngờ sau khi hai người vừa dứt lời như hữu đạo đang xoay người đi ra cửa đột nhiên nhiên có người hô lên ta đồng ý như hữu đạo và nghiêm lập cùng quay đầu nhìn lại là hỏa phượng hoàng vừa gọi hỏa phượng hoàng nói với côn lâm thụ sư huynh ta đồng ý làm tiền cược lần này tiễn phục thành sửng sốt không ngờ hỏa phượng hoàng lại chủ động biểu thị côn lâm thụ cũng sửng sốt chợt lắc đầu liên tục không được tuyệt đối không được hỏa phượng hoàng lôi tay y cười gượng ép nói sư huynh chỉ cần huynh thắng, tất nhiên ta sẽ không sao. Ta tin huynh có thể thắng, côn lâm thuộc từ chối. Không được, hỏa phượng hoàng hỏi y, lẽ nào sư huynh không chắc chắn thắng sao? Chuyện này, côn lâm thụ do dự, y có thể thắng, sư muội tất nhiên sẽ không sao, mà mình chắc chắn thắng. Hỏa phượng hoàng, sư huynh có thể thắng thì không có gì đáng lo lắng. Lời nói của sư muội khiến côn lâm thụ thực sự khó lựa chọn. Y rất muốn so đấu một trận với Ngưu hữu đạo, vì ngày này, Y đã chịu khổ 10 năm rồi, nhưng dùng vợ ra làm tiền cược thì thật quá đáng. Cõi lòng y rối loạn, không biết quyết định thế nào, đành nhìn phía Tiễn Phục Thành, hỏi: "Trưởng lão, ngài cảm thấy làm sao?" Tiễn Phục Thành lạnh nhạt nói: "Việc này các ngươi không nên hỏi ta, đây là chuyện của phu thê các ngươi, tự các ngươi quyết định." "Sư huynh, đừng nói nữa." Hỏa Phượng Hoàng ngăn cản Côn Lâm Thụ, cười nói với Tiễn Phục Thành: "Trưởng lão, việc này ta có thể quyết định thay sư huynh." Trong nụ cười đầy chua xót, chỉ bản thân nàng ta biết được có mùi vị gì nàng ta cũng không muốn lấy chính mình làm tiền cược nhưng nàng ta biết đây là tâm nguyện của sư huynh nếu sư huynh không thể đánh một trận với nghiêu hữu đạo trong lòng sư huynh vĩnh viễn không qua được nấc này cũng như sư huynh nói sau khi đi thánh cảnh y chưa chắc đã có thể sống sót trở về nội tâm côn lâm thụ cực kỳ bối rối nhưng không còn cách nào khác nghiêu hữu đạo nhất định lấy những điều kiện kia quyết không tha tiễn phục thành nhìn phản ứng của y một lát sau không thấy y phản đối nữa, ông ta quay sang nói với Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu trưởng lão, chúng ta có thể đồng ý với điều kiện của ngươi. Nhiêu Hữu Đạo nhìn nghiêm lập, nghiêm lập rất nể mặt tiến phục thành, biết thời biết thế lôi Nhiêu Hữu Đạo một cái, nhắc nhở hắn. Nghĩ thông rồi, Nhiêu Hữu Đạo đi trở về hỏi. Tiến phục thành, y bế quan khổ tu 10 năm chính là để có thể so đấu với ngươi một trận. Chỉ cần Nhiêu trưởng lão đồng ý, cứ làm theo điều kiện mà Nhiêu trưởng lão nói đi. Nhiêu hữu đạo, nếu như thế, ta cũng không phải người nói không giữ lời, so đấu một trận cũng không có gì. Nhưng nói miệng không bằng chứng, ta sao biết sau này các người có hối hận rồi làm phản hay không? Tiễn Phục Thành, người muốn như thế nào mới tin tưởng? Nghiêu hữu đạo, không bằng lập xuống chứng từ. Tiễn Phục Thành, chứng từ dễ bàn. Nghiêu hữu đạo nói với nghiêm lập, nếu đã đưa ra tiền cược, vậy thì xin mời một người trung gian làm chứng. Làm phiền nghiêm trưởng lão phái người mời trưởng quỹ tiền trang thiên hạ gần đây tới một chuyến có người của tiền trang thiên hạ làm chứng, chắc hẳn không kẻ nào dám chống chế. Người của tiền trang cũng rất kín miệng, bất kể ai thắng ai thua cũng sẽ không bị tuyên dương ra ngoài. Tiễn phục thành cao mày, cần phải như vậy sao? Chẳng lẽ như trưởng lão không tin chúng ta? Ông ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, sao lại có cảm giác như đối phương rất tự tin? chương 1358, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ hai. Như hữu đạo ha ha nói, không phải không tin các ngươi, mà là trí nhớ của ta không tốt lắm, sợ sau này có người nói ta chơi xấu. Đương nhiên, nếu như chư vị cảm thấy làm như vậy không thích hợp thì coi như ta chưa từng nói. Chuyện tỉ thí bỏ qua đi, mọi người đừng nhắc lại nữa. Tiến Phục Thành quay đầu lại nhìn thái độ của côn lâm thụ, thầm thở dài, lại nói. Được, có người trung gian làm chứng cũng tốt, như Hữu đạo lập tức quay đầu hỏi, nghiêm trưởng lão, đi mời người có vấn đề gì không? Nghiêm lập cười ha hả nói, sẽ không có vấn đề, ta tự mình đi một chuyến, tranh thủ dẫn trưởng quỹ theo. vậy cứ như thế đi. sau khi mời người trung gian tới, chứng từ lập xong rồi lại thực hiện. chư vị, ta còn có chút việc, không tiếp. như hữu đạo dứt lời lập tức xoay người mà đi. mấy người côn lâm thủ cũng quay về nhà khách. tiễn phục thành nhắc nhở phải cẩn thận rồi tự mình đi theo nghiêm lập đi mời người. ông ta không quen thuộc với người của tiền trang quanh đây, lo nghiêm lập vì tiện kiếm một ai đó tới để gian lận. ông ta muốn tận mắt chứng kiến đúng là người của tiền trang thiên hạ, mời trưởng quỹ của tiền trang tới làm chứng không phải việc khó. Đại khái là toàn bộ tiền tài qua lại của cả tử kim động đều đi qua cái tiền trang gần đây. Tử kim động chính là khách hàng lớn nhất của nhà tiền trang kia. Trưởng lão tử kim động tự mình chạy tới mời làm chứng tất nhiên sẽ không uổng công, tự nhiên tiền trang sẽ đồng ý. Qua lại mất gần nửa ngày, trưởng quỷ của tiền trang đi cùng tới tử kim động. Người trung gian đã được mời tới, đôi bên khiêu chiến và ứng chiến lại nói tới chuyện lập chứng từ. Điều kiện của Ngưu Hữu Đạo tất nhiên vẫn là những thứ kia. Mấy người Tiễn Phục Thành cũng đã đồng ý, có điều, Tiễn Phục Thành đã bỏ công khá nhiều giúp Côn Lâm Thụ chuẩn bị tỉ thí. Ông ta cũng không muốn Côn Lâm Thụ gặp phải bất lợi ngầm rồi thua trận. Thí dụ như, song phương cho phép dùng vũ khí gì, không cho phép dùng thứ gì. Ngưu Hữu Đạo thích dùng thiên kiếm phù đập loạn là sự việc rất nổi tiếng. Côn Lâm Thụ lại không có nhiều thiên kiếm phù như vậy. Một điều khác là trong lúc tỉ thí không cho phép người khác hỗ trợ một khi có người khác nhúng tay vào lập tức sẽ phán định bên đó thua trên chứng từ tiễn phục thành dự phòng mọi phương diện cho côn lâm thụ để phòng tiểu nhân tất cả bàn xong xuôi song phương lập chứng từ bên tham dự đều ký tên đồng ý trên chứng từ sau đó giao chứng từ cho trưởng quỹ tiền trang trưởng quỹ xét duyệt tỉ mỉ chứng từ xong xác nhận không thành vấn đề cũng ký tên đồng ý chứng từ chia làm hai bản do đôi bên tự bảo quản làm bằng chứng nói nhiều không bằng bạo lực nhiều hiểu đạo không muốn kéo dài, tỉ thí luôn trong ngày. Đối với ngày này, Côn Lâm Thụ cũng khát vọng đã lâu, không muốn kéo dài nữa, lập tức vui vẻ đồng ý. Song Phương có vẻ khá ăn ý nhau, vị trí là ở ngay trong một sân luyện tập phía sau núi của Tử Kim Động. Đệ tử của Tử Kim Động thường tỉ thí ở đây, trên đường Song Phương đi tới nơi đấu, tâm tình Côn Lâm Thụ rõ ràng có chút kích động. Mười năm tâm nguyện, hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện. Quản Phương nghi ngầm ngăn chặn mấy người vu chiếu hành một khi phát hiện tình huống khẩn cấp, lập tức ra tay ngăn cản, không được để đạo gia xảy ra chuyện. Nhận được tin tức, tầng lớp cao của tử kim động cũng chạy tới xem. Trưởng môn cung lâm sách, trưởng lão nguyên ngạn, phó quân nhượng, duẫn dĩ đức, mạc linh tuyết, nghiêm lập đương nhiên không thể thiếu. Quy miên các, cửa an đi vào, ngồi quỳ chân trước mặt trung cốc tử già lọm khọm đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhẹ giọng kể lại chuyện tỉ thí. Trưởng môn bảo đệ tử báo cho người một tiếng, người có muốn đi quan sát sư thúc tỷ thí hay không? Trung Cốc Tử hơi mở mắt, từ từ nói, ngươi thay ta đi xem xem đi, dứt lời, ông lại chậm chạp khép mắt lại, yên tĩnh như tượng gỗ. Cự An hiểu, cúi đầu bái một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Bốn vị thái thượng trưởng lão Xuân Tín Lương, Đồ Khoái, Trân Giác Hoan, Bùi Bình cũng bị chuyện tỉ thí đánh động, lần lượt xuống núi đi xem cuộc chiến. Còn về những người khác trong tử kim động, dù có nghe được tin tức hay không đều bị ngăn cản ở bên ngoài, tránh nhiều người hò hét loạn cả lên. Trên sân tập, bốn vị thái thượng trưởng lão đi vào sân không như những người khác họ bay xuống trên tán của một cây đại thụ giữa sườn núi còn những người quan chiến khác đều đứng thành hàng trong sân tiễn phục thành bay khắp nơi tự mình giúp côn lâm thụ kiểm tra sân bãi xem có vấn đề gì hay không sau khi xác nhận không thành vấn đề ông bay về cạnh côn lâm thụ liếc mắt nhìn như hữu đạo vô cảm chống kiếm cách đó không xa trầm giọng nói như hữu đạo này có thể không am hiểu tranh đấu nhưng cũng đã trải qua sóng to gió lớn trải nghiệm của hắn không phải thứ mà ngươi có thể so sánh hắn có thể có ngày hôm nay tuyệt đối không phải trò đùa tuyệt đối không được khinh thường không được khinh địch phải dùng toàn bộ tinh thần ra đánh côn lâm thụ vâng đệ tử xin nghe dạy bảo thấy y nóng lòng muốn thử hỏa phượng hoàng nhận ra y đang lần đầu tiên phấn khởi từ khi rời khỏi cấm địa nàng ta cao hứng vì y cũng căng thẳng vì y bắt lấy tay y nói sư huynh trưởng lão nói không sai tuyệt đối phải cẩn thận Côn lâm thụ hưng phấn gật đầu nói, sư muội yên tâm, ta đi lên đây, Dứt lời, y lắc người lao lên, đạp không hạ xuống, côn lâm thụ bay xuống giữa sân tập, chắp tay cất cao giọng nói với Nhiêu hữu đạo. Nhiêu trưởng lão, côn lâm thụ xin đợi, xin mời. Ánh mắt mọi người trong chốc lát đều chuyển về phía Nhiêu hữu đạo. Nhiêu hữu đạo mới bước ra một bước, cung lâm sách bên cạnh nói. Sư đệ, cẩn thận một chút, sư đệ cẩn thận, mấy vị trưởng lão đều lục tục căn dặn, vào lúc này, mọi người đều không hy vọng như hữu đạo thua. Dù sao cũng là lúc đối ngoại, sự việc liên quan đến thể diện của tử kim động. Nếu đường đường trưởng lão của tử kim động mà thua dưới tay một đệ tử của thiên hỏa giáo thì mọi người cũng chẳng lấy gì làm vinh quang. Như hữu đạo nở nụ cười, gật nhẹ đầu đáp lại mọi người, sau đó không nhanh không chậm đi ra giữa sân. Không bay qua giống côn lâm thụ, hắn chỉ chống kiếm không chút hoang mang đi tới, không một chút rung động, khí định thần nhàn. Quản phương nghi phát hiện tay của mình bị siết chặt, vừa quay sang thì thấy Thương Thục Thanh đang kéo tay mình. Vẻ mặt của nàng rất căng thẳng, bà ta có thể cảm nhận được, lòng bàn tay Thương Thục Thanh đang chảy mồ hôi, bèn lên tiếng động viên. Quận chúa, yên tâm, chỉ là tỉ thí một trận, không có chuyện gì. Thương Thục Thanh ừ một cái, nhưng khi Nghiêu Hữu Đạo càng tới gần đối thủ, bàn tay đã thả lỏng của nàng lại hơi nắm vào. Hỏa Phượng Hoàng cũng căng thẳng, càng ngày càng sốt sắng. Nàng ta nghĩ tới rất nhiều chuyện, chẳng may sư lần này huynh lại thua, nàng ta không biết sư huynh còn có thể chịu nổi đả kích này hay không. Như hữu đạo đi vào trong sân, một tay nâng kiếm, một tay chỉ về phía hỏa phượng hoàng ở biên giới. Quản phương nghi lập tức lắc mình chạy tới, đáp xuống trước mặt hỏa phượng hoàng, cười nói. Nhếp cô nương, xin mời. Hỏa phượng hoàng cắn cắn môi, hơi kho mình với tiến phục thành rồi đi cùng quản phương nghi. Côn lâm thụ trơ mắt nhìn sư muội bị dẫn đi, hàm bệnh ra lo lắng. Đây là chuyện đã nói từ trước, chỉ cần y thắng, nhiều hữu đạo lập tức thả người. Thấy hỏa phượng hoàng đã bị khống chế, nhiều hữu đạo nói. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, ta cho phép ngươi thủ tiêu tỉ thí. Bây giờ nói chuyện này, làm sao côn lâm thụ khả năng nghe vào tai. Lúc trước do có sư muội lương tâm y còn có thể bị răng xé. Nhưng đã đến nước này, muốn bảo y hoàn toàn tỉnh ngộ mà thủ tiêu tỉ thí là chuyện không thể nào. Côn Lâm Thụ hỏi ngược lại, Như trưởng lão bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa gì không?" Chương 1359, Tiên trong hỏa. Như hữu đạo, không ý nghĩa sao? Khổ Hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Tội gì ngươi phải bướng bỉnh, cố chấp mãi một số chuyện không cần thiết." "Côn Lâm Thụ, như trưởng lão sợ sao?" Nhiêu Hữu Đạo nở nụ cười, "Ta sợ, ta có gì đáng sợ chứ? Ta không giống ngươi, tính toán thắng bại nhất thời, ta chỉ không muốn sau hôm nay ngươi lại hối hận." Ta không muốn người ở bên cạnh ta vĩnh viễn trầm luân trong hối hận, không hy vọng người của ta đi theo ta vì hối hận. Vì thế ta mới nhắc nhở ngươi, cho nên mới lại cho ngươi một cơ hội. Côn lâm thụ, không cần, như trưởng lão, có thể bắt đầu chưa? Y không cần, nhưng như hữu đạo vẫn phải nói. Từ lúc ta ra khỏi sơn trang mau lư đi lang bạt giới tu hành tới nay, ta chưa từng chém chém giết giết, nhưng cũng có lúc không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần chính diện một đấu một, như mỗ chưa từng nếm mùi thất bại một lần nào, ngươi không sợ sao côn lâm thụ không sợ đó là bởi vì ngươi chưa gặp gỡ đối thủ lợi hại chân chính nghiêu hữu đạo sai rồi chính vì không ai biết ta nông sâu ra sao mà kẻ ra tay với ta đều giống như ngươi đều rất tự tin vào bản thân côn lâm thụ hơi nghiêm túc hơn nhìn hắn chăm chú nghiêu hữu đạo vì lẽ đó ta cho ngươi biết bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đương nhiên ta biết ngươi không nghe lọt tai nhưng ta vẫn phải nói côn lâm thụ hít sâu một hơi ta chân thành ghi nhớ lòng tốt của Ngưu trưởng lão, có thể bắt đầu chưa? Ngưu Hữu đạo, người cố ý như vậy, ta không miễn cưỡng. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ta vừa mới nói. Rốt cuộc thì, đường là do ngươi tự chọn, sau này tuyệt đối đừng nói là ta hại ngươi, tất cả đều là do ngươi cam tâm tình nguyện lựa chọn, tuyệt không hối hận, có phải như vậy hay không? Côn Lâm Thụ, không sai, hỏa phúc vinh nhục ta tự nguyện gánh chịu, tuyệt không hối hận. Ngưu Hữu đạo gật đầu, nếu đã thế ta không còn lời nào để nói người muốn đánh thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ta tiếp người ở ngoài sân quan chiến cách người ở trong sân khá xa hai người ở đó lại không nói lớn tiếng vì thế mọi người không nghe rõ hai người kia đang nói gì mọi người chỉ thấy hai người kia nói mãi một lúc quản phương nghi rất hứng thú theo dõi không biết đạo gia lại đang lừa gạt gì người ta đây không phải tỉ thí sao này là động thủ hay động khẩu hai người kia đang rông dài cái gì vậy cung lâm sách hỏi nghiêm lập xoa xoa má, buồn bực nói. Không biết, à, chắc là sắp bắt đầu rồi. Cung lâm sách nhìn theo, thấy côn lâm thụ bắt đầu cảnh giác cao độ. Y đang chậm chậm lùi về sau tạo khoảng cách an toàn, Ngưu hữu đạo thì vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ. Thấy khí thế không rung động chút nào của Ngưu hữu đạo, sau khi côn lâm thụ lui về phía sau một chút lại lui tiếp một chút, duy trì khoảng cách cho là an toàn. Được Ngưu hữu đạo vừa rồi nhắc nhở, lòng tin của Y bắt đầu lung lay, bắt đầu e ngại, không còn đầy áp tự tin như ban đầu. Ôm, một ngọn lửa rừng rực bỗng nhiên bốc lên từ thân côn lâm thụ, chớp mắt bọc lấy toàn thân, biến y thành một quả cầu lửa. Từ quả cầu lửa liên tục có ngọn lửa phun trào, một biến hai, hai biến ba, chỉ chớp mắt đã có 36 quả cầu lửa hóa thành trận thế xuất hiện. Không chờ mọi người đếm, trận thế cầu lửa bỗng bồng bình bất quy tắc, đan dệt nhau rồi như lôi hỏa quét ngang đến như hữu đạo. Hỏa mị độn ảnh là thiên hỏa vô cực thuật, Thái thượng trưởng lão Xuân Tín Lương đứng trên tán cây nặng nề nói, "Thái thượng trưởng lão Đồ Khoái nghiêm nghị, chẳng trách dám tới khiêu chiến. Đây dường như là Thiên Hỏa Vô Cực thuật trong truyền thuyết của Thiên Hỏa giáo mà không ai luyện thành." Cung Lâm Sách đứng ngoài rìa sân đấu cũng trầm giọng nói, "Tuy nhóm người bên Tử Kim động chưa từng tận mắt thấy Thiên Hỏa Vô Cực thuật, nhưng dựa vào Tử Kim tạp ký do các đời tổ tiên Tử Kim động ghi chép, họ đều nhìn ra chút đầu mối." Nưu Hữu Đạo vẫn đứng yên lặng chợp híp mắt, thầm nhủ lẽ nào là thiên hỏa vô cực thuật người của thiên hỏa giáo tìm tới cửa hắn vẫn tránh mà không gặp trong lúc đó hắn nằm trên ghế nhàn hạ nghỉ ngơi hắn đã cố ý lật xem các ghi chép liên quan đến thiên hỏa giáo do các đời tổ tiên tử kim động ghi lại trong tử kim tạp ký vừa vặn nhìn thấy mô tả về thiên hỏa vô cực thuật của thiên hỏa giáo không chỉ trong tử kim tạp ký từ lúc hắn còn nhỏ ở thượng thanh tô đã từng đọc thượng thanh thập di lục hắn đã từng nhìn thấy nội dung có liên quan về thiên hỏa vô cực thuật do tổ tiên của Thượng Thanh Tông ghi chép lại. Đệ tử Thượng Thanh Tông đã từng rất châu bò, từng trải nghiệm thiên hỏa vô cực thuật. Sở dĩ tổ tiên của các đại môn phái thường ghi chép lại các loại tạp văn này cũng là vì muốn truyền thừa kinh nghiệm của tổ tiên lại cho con cháu. Điều cũng có thể thể hiện được điểm tốt của môn phái. Người tu luyện đi vào loại môn phái này mới có thể được bổ sung các loại kinh nghiệm đối với thế giới tu hành. Đương nhiên, lần đầu tiên nghiêu hữu đạo lấy cuốn tử kim tạp ký tại tử kim động ra xem hắn quan tâm hơn đến chuyện trong đó có ghi chép liên quan đến càn khôn quyết hay không thế nhưng bất kể thượng thanh thập di lục hay tử kim tạp ký đều không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến càn khôn quyết nghiêu hữu đạo không biết là thời gian đã quá xã xưa hay là vì khi đó thế giới tu hành bị suy thoái một số môn phái tu hành hiện nay chưa có tư cách nhìn thấy sự hùng tráng của thương tụng chỉ cần người xem có chút kiến thức dù không xem ghi chép về kinh nghiệm của các đời tổ tiên chỉ cần nhìn những quả cầu lửa biến hóa thất thường và qua lại nhanh chóng như thế, người đó cũng có thể nhận ra đây là một môn pháp thuật che mắt cực kỳ lợi hại. Tất cả mọi người đã không có thể phân biệt côn lâm thụ thực sự đang ở trong quả cầu lửa nào. Điều này vô cùng nguy hiểm đối với đối thủ vì không biết phương hướng công kích. Sắc mặt của người bên tử kim động vô cùng nghiêm túc. Mấy người bên quản phương nhi cũng bắt đầu lo lắng cho nghiêu hữu đạo. Thương thục thanh càng sốt ruột hơn, nàng đã bao giờ gặp tình cảnh oanh oanh liệt liệt như thế này đặc biệt là cảnh bao nhiêu quả cầu lửa hung mãnh như vậy vù vù đánh về phía nghiêu hữu đạo khiến trái tim nàng đập mạnh đến độ muốn nhảy lên cổ, lo lắng khôn cùng. Nhìn thấy pháp thuật của sư huynh cao minh và đặc sắc như thế, trong mắt hỏa phượng hoàng khó giấu được vẻ kiêu ngạo. Đây là sư huynh của nàng ta, là người đàn ông của nàng ta. Tiễn Phục Thành hơi nghiêng đầu nhìn phản ứng của người bên tử kim động, nhíu mày rồi hơi cười. Ông ta nhớ tình hình bị nhóm người này chê cười, hiện giờ đã biết thiên hỏa giáo ta lợi hại chứ. Cầu lửa oanh oanh liệt liệt lao đến, như hữu đạo vẫn đứng sừng sững, không hề dao động. Mọi người dùng pháp nhãn quan sát kỹ càng, phát hiện như hữu đạo không chỉ đứng tại chỗ bất động, hắn thậm chí còn nhắm mắt vào, dáng vẻ vì tiện cho sâu xé. Đây là bó tay bất lực hay là bất cản, không thèm né tránh, mọi người lập tức lo lắng đề phòng. Đã biết là thiên hỏa vô cực thuật, lại biết đó là thuật che mắt, thị lực không cách nào phân rõ, như hữu đạo nhắm hai mắt lại. Càn khôn quyết vận hành, như hữu đạo nhắm mắt tĩnh tâm, mặc thuật che mắt của người thiên biến vạn hóa vô ngã thiên địa nằm ở trong tâm tiếng gió thổi tiếng lửa cháy rít gào tiếng cắt bồi cuồn cuộn cương phong bao phủ thiên địa càn khôn biến đổi vi diệu đều tại tâm của ta giống như khi hắn ngồi dưới thác nước tu luyện bị dòng chảy ầm ầm rội rửa rồi nhận biết cái vi diệu kia lại giống như lúc hắn ngồi trên đỉnh núi chịu đựng bão táp mưa xa, nhận biết biến hóa nhỏ bé khi vạn vật sinh trưởng dưới trời trăng sao ầm um, một quả cầu lửa vào tới quả cầu lửa đầu tiên đánh vào người nghiêu Hữu Đạo, nghiêu Hữu Đạo vẫn thờ ơ như không, đứng yên chịu trận, khiến mọi người thất kinh. Chương 1360, kiếm của ta có sắc hay không? Một, Thương Thục Thanh kinh sợ đến mức che miệng, cố kìm tiếng kêu sợ hãi. Nàng thấy, dưới uy lực xung kích to lớn của quả cầu lửa, ánh lửa bùng lên, đất đá bị hất bay ra. Ánh lửa tỏa ra không còn dày đặc như trước, Thương Thục Thanh không nhìn thấy, nhưng pháp nhãn của mọi người khác lại thấy rõ tình hình trong ánh lửa. Nưu Hữu Đạo sừng sững đứng tại chỗ không nhúc nhích, búi tóc được vấn cao trên đầu đột nhiên vỡ tung, mái tóc dài lay động bên trong ngọn lửa rực cháy, nhưng không bị thiêu đốt. Bộ y phục tử kim động của Phiêu Phiêu trong ánh lửa, tay áo phất phơ, cũng không bị ngọn lửa đốt cháy. Người của Tử Kim Động ngạc nhiên, nhận ra Nưu Hữu Đạo không sợ lửa. Không biết là vì lực công kích của ngọn lửa kia không đủ hay là điều gì khác, Nưu Hữu Đạo thậm chí không hề né tránh, lại không thèm nhúc nhích. Không biết có phải là do lực công kích của lửa không đủ hay không, như hữu đạo triển khai thuật chuyển rời càn khôn mượn lực trong càn khôn quyết mà thong dong tự tại, sảng khóa tràn trề chuyển rời đi lực đạo công kích vừa bắn tới. Đương nhiên, lửa này chỉ có lực công kích pháp thuật đơn thuần, thiếu đi lực công kích thực chất nhất định, quả thực không tính là mạnh so với thuật mượn lực của Ngưu Hữu Đạo. Sau một đòn nảy lửa, ngọn lửa lao qua người Ngưu Hữu Đạo, sau đó mau chóng tụ tập lại. Tiếp quả cầu lửa thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư sau khi cầu lửa oanh kích, lao qua người Nhiêu Hữu Đạo sẽ lại hội tụ. 36 quả cầu lửa từ bốn phương tám hướng quay chung quanh Nhiêu Hữu Đạo liên tục bắn phá, lại như mỗi quả đều là hư ảo. Mọi người rõ ràng nhìn thấy mỗi quả cầu lửa bắn chúng Nhiêu Hữu Đạo má tán loại rồi lại ngưng tụ, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng thực của Côn Lâm Thụ. Côn Lâm Thụ thực sự dường như đã hóa thành ngọn lửa hư ảo mà mãnh liệt kia. Nhiêu Hữu Đạo đưa thân trong tình cảnh bị ngọn lửa hung mãnh kia liên tục tàn phá, tay áo phất phơ, tóc dài bay múa. Cầu lửa từ hướng nào bắn tới, tóc áo lại thuận thế trôi về hướng đó. Cảm giác sáng khoái mà nhẹ nhàng đó khiến người bên cung lâm sách nhìn nhau khó hiểu. Cầu lửa núi gót công kích vẫn có khoảng cách ở giữa, dù thương thuộc thanh không có pháp nhãn cũng có thể nhìn thấy đạo ra của nàng giữa khoảng cách đó. Tóc áo bồng bềnh, hắn vẫn dáng vẻ vững vàng đứng chống kiếm, không hề ngã xuống. Trong hoàn cảnh lửa dược cháy xung quanh, sự tùy ý của hắn tạo ra một loại mị lực khó nói thành lời. Dáng vẻ tùy tiện mặc cho hỏa lôi tàn phá mặc cho lửa đỏ tôi luyện, tiêu sái như tiên của Ngưu Hữu Đạo khiến Hỏa Phượng Hoàng trợn mắt. Tình cảnh này cũng khiến cơ mặt Tiến Phục Thành co giật. Trong giây lát này dường như ông ta chờ tỉnh táo lại. Người ta không chấp nhận khiêu chiến thì thôi, đang yên đang lành sao cứ phải đồng ý với điều kiện của người ta. Trong công kích liên hồi của cầu lửa, côn lâm thụ vẫn ở đó, không thể biến mất. Chỉ vì e ngại nên y vẫn không dám để lộ bản thân, không dám lập tức phát động lực sát thương thực chất chân chính để tấn công. Đối với việc Nhiêu Hiếu Đạo có thể thừa nhận được công kích của mình, trong tất cả mọi người, y là kẻ không hề cảm thấy ngoài dự đoán nhất. Mười năm trước, tại Kính Hồ, hai người đã từng giao đấu. Năm đó Côn Lâm Thụ dùng thiên hỏa huyền công công kích Nhiêu Hữu Đạo, y đã biết Nhiêu Hiếu Đạo không sợ hỏa công, cũng biết uy lực công kích này không chắc đã có thể tổn thương được tới Nhiêu Hữu Đạo. Bây giờ tu vi của y tăng mạnh, uy lực công kích lớn hơn, nhưng hiển nhiên tu vi Nhiêu Hiếu Đạo cũng tăng cao, sức chịu đựng hiển nhiên cũng tăng cao. Người khác không phát hiện được, người trong cuộc như y lại có thể nhận ra. Giống như 10 năm trước, lực công kích hỏa diễm của mình dường như không cách nào ra lực tại trên người như hữu đạo. Lực công kích của lửa bị vô hiệu cũng không sao, hỏa mị độn ảnh vốn là một môn pháp thuật che mắt cực kỳ tinh diệu bao gồm công phòng nhiều mặt. Người dùng có thể dùng thuật che mắt để ẩn giấu thân thể, khiến đối thủ khó phân biệt thật giả, sau đó nhân dịp hỗn loại xuất ra một đòn chí mạng thực sự. Nhưng như hữu đạo chống kiếm, nhắm mắt bất động, mặc cho gió thổi tứ phương cũng vẫn bình chân như vậy khiến côn lâm thụ e ngại. Lại thêm lời nói lúc trước của Ngưu Hữu Đạo đã gây thêm áp lực cho y, khiến y chậm chạp không dám manh động. Sau khi liên tục điều khiển cầu lửa công kích Ngưu Hữu Đạo, Côn Lâm Thụ ẩn thân trong cầu lửa cũng thử tới gần Ngưu Hữu Đạo, để tùy thời phát động công kích quyết phân thắng thua. Trong tiếng công kích rầm rầm liên hồi, lần đầu tiên Côn Lâm Thụ tới gần Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lần thứ hai y tới gần Ngưu Hữu Đạo, Nghiêu Hữu Đạo vẫn không có phản ứng. Lần thứ ba y tới gần Nghiêu Hữu Đạo, đã rất gần, Nghiêu Hữu Đạo vẫn không có phản ứng. Côn Lâm thụ lục tục mấy lần tới gần vô cùng nhưng vẫn không thể khiến Nghiêu Hữu Đạo phản ứng. Đối phương nhắm mắt mặc bay, khoảng cách này đã đủ gần để gây ra uy hiếp chí mạng cho Nghiêu Hữu Đạo, đủ để dẫn dụ Nghiêu Hữu Đạo giáng trả. Sau khi lần lượt thăm dò, Côn Lâm thụ đã tin chắc rằng Hữu Đạo không cách nào phát hiện ra mình, cuối cùng y cũng quyết định tấn công mang tính quyết thắng trong thế công liên tục của cầu lửa một quả cầu lửa vọt tới phía sau nghiêu hữu đạo trong chớp mắt khi cầu lửa chuẩn bị va chạm với nghiêu hữu đạo côn lâm thụ từ trong cầu lửa lộ diện tung ra một đòn dữ tợn cũng chính lúc này nghiêu hữu đạo vốn vẫn trầm tĩnh nhắm mắt trong lửa cháy cuồng bạo quay lưng về phía côn lâm thụ chợt mở chừng mắt một trường tập kích sau lưng mượn thế công cuồng mãnh của cầu lửa làm lực nghiêu hữu đạo vẫn tỏ ra thờ ơ côn lâm thụ vui vẻ từ đáy lòng mười năm chịu khổ chính là vì ngày hôm nay Um, côn lâm thụ trong ngọn lửa đột nhiên tung một trường vào lưng như hữu đạo bằng pháp nhãn mọi người chung quanh rốt cuộc đã nhìn thấy đầu mối đúng lúc này mọi người đều nhìn ra côn lâm thụ bên trong vô số quả cầu lửa cuối cùng đã dáng một đòn mang tính quyết định hỏa phượng hoàng sáng mắt đầy mừng rỡ tiễn phục thành nhếch miệng cười gần cung lâm sách trợn mắt lên mọi người tử kim động cả kinh quản phương nghi kinh sợ đến mức mím chặt môi cánh tay cầm quạt cứng đơ lại sự tình bộc phát quá đột nhiên cho dù người có tâm muốn ra tay cứu trợ Ngưu Hữu Đạo cũng không kịp. Vu Chiếu Hành lại hơi hít mắt, y đã bắt được tình hình, chú ý thấy trước khi người trong quả cầu lửa phát động công kích thì Ngưu Hữu Đạo đã mở mắt ra. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng Ngưu Hữu Đạo đã nhận ra hành vi tấn công của đối thủ. Trong giây lát, Ngưu Hữu Đạo hẳn đã có chút thời gian ứng biến, nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn không có bất kỳ động tác gì. Mãi đến tận khi lưng chúng một trường kia, dường như Ngưu Hữu Đạo mới cảm thấy rồi chuyển động hắn đột nhiên xoay người chớp mắt khi côn lâm thụ ra tay đánh chúng nghiêu hữu đạo y cũng nhận ra động tác của nghiêu hữu đạo nhưng côn lâm thụ ra tay trước tất nhiên là bên thành công trước cho dù nghiêu hữu đạo có phản ứng cũng đã chậm hơn y một bước côn lâm thụ sẽ không rút tay về né tránh tất nhiên muốn một đòn có hiệu quả rồi mới dừng tay ầm uhm, côn lâm thụ vững vàng đánh một trường lên lưng nghiêu hữu đạo người bên tử kim động đều hoảng sợ hỏa phượng hoàng hưng phấn suýt chút nữa kêu ra tiếng sư huynh thành công rồi nhưng côn lâm thụ dáng một trường chúng như hữu đạo lại khiếp sợ không cách nào hình dung như hữu đạo chúng một trường toàn lực của y mà vững vàng như núi không hề lay động hắn như biển rộng vô ngần sâu không lường được không chỉ uy lực hỏa công không có hiệu quả chút nào mà rõ ràng y đã đánh đánh chung một trường vững vàng lên người như hữu đạo nhưng cứ như đánh chúng túi bông y phát lực giống như dòng nước va chạm vào một cây rùi, chớp mắt đã bị phân dòng trôi đi chương 1361, kiếm của ta có sắc hay không Hai, đòn đánh này làm y muốn mượn lực lui ra ngoài cũng không được, cảm giác như không có chỗ mượn lực. Trong giây lát này, trong đầu của y lóe lên lời như hữu đạo, không ai biết ta sâu cạn bao nhiêu, mà kẻ ra tay với ta đều giống như, rất tự tin đối với bản thân. Thế đã tới cùng không thể quay về, thời khắc như hữu đạo muốn chính là lúc này. Chớp mắt một cái, hắn xoay người dáng trả một trường. Mặc người thiên biến vạn hóa, tự lấy bất biến ứng vạn biến. Côn lâm thụ muốn một chiêu phân thắng bại, Nghiêu Hữu Đạo cũng muốn một chiêu chế địch. Bởi vì Nghiêu Hữu Đạo biết sự lợi hại của Thiên Hỏa Vô Cực Thuật, biết sự lợi hại của Hỏa Mị Độn Ảnh kia. Đó chính là phép che mắt cực kỳ cao minh, một khi đánh không chúng lại để Côn Lâm thụ tránh ra, Nghiêu Hữu Đạo muốn đánh chúng y sẽ rất khó có cơ hội nữa. Hắn đã dùng thân dụ địch, tóc áo của Nghiêu Hữu Đạo đột nhiên vung lên, hắn nhận lấy một trường, đổi lại cơ hội trong chớp mắt hai người tiếp tục để giáng trả. Đối với Nghiêu Hữu Đạo, nhận một trường này không tính là gì. Tuy lực công kích của Côn Lâm Thụ có mạnh, nhưng cũng không thể mạnh hơn cao thủ xếp hạng 2 trên đan bảng là Nhan Bảo Như. Thuật càn khôn tá lực của hắn có thể chịu nổi một đòn của Thánh La sát tại mộng huyến giới, có thể chịu được một đòn của Thiên Kiếm Phù, chỉ một đòn của Côn Lâm Thụ đáng là gì. Hai người trong nháy mắt tiếp xúc, hỏa diễm nồng nặc chợt bùng lên tan vỡ. Hỏa Phượng Hoàng vừa rồi còn mừng rỡ suýt kêu lên, chợt nhìn thấy sư huynh chúng một trường. Như hữu đạo xoay tay dáng một đòn cứ như người không liên quan, nàng ta rốt cuộc kinh hãi kêu lên sư huynh tiễn phục thành còn chưa thu lại nụ cười gần trên miệng đã trợn trừng mắt cho dù với tu vi của ông ta mà chịu một trưởng của côn lâm thụ cũng không thể không có phản ứng gì ông ta cũng không biết là do nghiêu hữu đạo bị côn lâm thụ đánh mới có phản ứng hay vì gì khác ông ta chỉ thấy nghiêu hữu đạo bị côn lâm thụ đánh cho một trưởng rồi xoay người như con quay xoay tay một cái là dáng trả quá gần gần đến độ không thể tránh né được nghiêu hữu đạo phản ứng quá nhanh kết hợp với công kích của côn lâm thụ kín kẽ như áo trời khó lọt khiến côn lâm thụ không thể tránh khỏi bị nghiêu hữu đạo một trưởng oanh đến côn lâm thụ đột nhiên không kịp chuẩn bị nhưng cũng chắc không đến nỗi thế nhưng côn lâm thụ đã từng chiến đấu với nghiêu hữu đạo từng đối trưởng y biết hậu quả đáng sợ sau khi đối trưởng với nghiêu hữu đạo năm đó sau khi thất bại bất kể sư môn nói gì côn lâm thụ cũng không nói câu nào không tìm cớ để giải thích đã nếm mùi đau khổ khi chúng một trưởng của nghiêu hữu đạo cả đời này y khó quên. Bây giờ lại đối mặt, nhưng vội vàng không thể tránh né, côn lâm thụ lại không phải như hữu đạo, không thể dùng thân thể cứng rắn chịu một trường. Trong lúc vội vàng, y vung trường theo bản năng nghênh tiếp. Đùng, lại cảm giác kia, giống hệt cảm giác 10 năm trước. Lực lượng do côn lâm thụ phát ra giống như theo cánh tay như hữu đạo chạy mất, mà từ lòng bàn tay như hữu đạo có luồng lực lượng quái dị lại sộc thẳng vào cơ thể y. Một trường này khiến cho mái tóc và tay áo của như Hữu Đạo bị thổi bay ra, giống như đang đập cánh tung bay trong ngọn lửa bập bùng, bồng bềnh trôi đi. Thực tế thì hắn đứng nguyên tại chỗ, không xê dịch nửa bước. mà một đòn này khiến côn lâm thụ bị chấn văng ra khỏi vùng lửa. người xem có thể thấy rõ ràng y bị nhưu hữu đạo đánh một trường bay ra ngoài. chỉ đối cứng một trường, côn lâm thụ đã hiểu rõ. năm xưa lúc hai người giao chiến ở kính hồ, tu vi của mình vượt qua nhưu hữu đạo. bây giờ tuy tu vi của mình đột phá đến cảnh giới kim đan, nhưng tu vi của nhưu hữu đạo thậm chí còn vượt qua mình mà không chỉ vượt qua một khoảng nhỏ. Mình bế quan khổ tư 10 năm, ngăn cách mọi sự hỗn loạn bên ngoài chỉ chuyên tâm khổ tu. 10 năm nay, Nhiêu Hữu Đạo trải qua nhiều chuyện hỗn loạn như vậy, vậy mà tu vi của y lại còn bị Nhiêu Hữu Đạo vượt qua. Trong lòng Côn Lâm thụ trào lên cảm xúc bi phẫn mà người ngoài không thể nào hiểu nổi. Ngay khi y bắn ngược ra ngoài, y lập tức giang rộng tay điều khiển cầu lửa bốn phía dồn dập tới bảo hộ. Cũng chỉ trong nháy mắt này, một tiếng keng lanh lảnh vang vọng sân huấn luyện. Cánh tay chống kiếm của nghiêu Hữu Đạo rốt cuộc cử động. Cánh tay hắn như kéo theo ảo ảnh, rút kiếm, ánh kiếm lóe lên, khúc xạ ánh lửa chiếu rọi ra ánh sáng dị thường. Ánh kiếm như phóng ra trăm nghìn đạo cầu vồng rực rỡ. Kiếm đi, người đi, Thái Ất phân quang kiếm xuất, đi theo phương hướng cầu lửa bảo hộ. Bóng dáng nghiêu Hữu Đạo cuối cùng cũng di chuyển, không động thì thôi, động là như sấm vang chớp giật. Trong mắt hắn đuổi đeo, kiếm ảnh trong tay bắn ra đầy mê hoặc, xuyên phá tầng lửa cháy kia. Tiếng động rầm rầm trong sân huấn luyện dừng lại, từng quả cầu lửa đang qua lại cao tốc đột nhiên tan vỡ. Tất cả mọi người ngoài sân gấp gáp theo dõi, đều muốn thấy rõ tình cảnh trong ánh lửa rừng rực. Ngọn lửa mất đi pháp lực điều khiển dần tiêu tán, hai bóng người trong ánh lửa cũng dần dần hiện ra. Bên tai mọi người, tiếng rút kiếm thánh thoát chấn động không gian vẫn như có như không. Âm sắc kéo dài mà lại xuyên thấu. Khi ánh lửa biến mất, trong khói bụi chậm rãi lắng xuống, hai người đứng đối diện nhau. Do đến mái tóc dài của Ngưu Hữu Đạo bay nhảy. Gương mặt của hắn bình thản không có cảm xúc gì, mũi kiếm sáng lóa đang gác lên cổ Côn Lâm Thụ, hắn đã hạ thủ lưu tình, không có giết Côn Lâm Thụ. Kiếm của ta có sắc hay không? Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt hỏi, Côn Lâm Thụ không hé răng, trước ngực y đã bị mũi kiếm vẽ ra một vệt máu, sau lưng cũng có, trên đùi, cánh tay cũng có. Y buông thóng hai tay, máu tươi chảy theo ngón tay nhỏ tí tách xuống đất. Thân thể y đang run rẩy lực lượng nóng lạnh đan sen cực kỳ quái dị kia đang tùy tiện phá hoại trong cơ thể y y đang gắng gượng chống đỡ mùi vị đau khổ này sự đau đớn trên thân thể vẫn kém xa sự thống khổ trong lòng côn lâm thụ đầy bi thảm nhìn nghiêu hữu đạo đối diện rồi nở nụ cười thảm thua vậy mà thua làm sao lại thua làm sao lại vậy tiễn phục thành trợn mắt khó có thể tiếp nhận hiện thực này đứng ngây người ra như phỗng sư huynh hỏa phượng hoàng đột nhiên thét lên một tiếng như tan nát cõi lòng muốn lắc mình phóng tới. Bên cạnh đột nhiên có người ta tay, Vân Cơ được dặn dò từ lâu đã ra tay, lập tức bắt lại hỏa phượng hoàng đang kích động, cũng mau chóng hạ cấm chế lên người nàng ta. Vân Cơ bóp cổ hỏa phượng hoàng, bất kể lúc nào cũng có thể vặn gãy cổ hỏa phượng hoàng, cũng khiến nàng ta không thể lên tiếng. Viên Cương thì vẫn lạnh nhạt không nói gì, hoàn toàn giống như không liên quan đến mình. Trên mặt hắn ta không hề có vẻ dị thường nào, hắn ta không có gì lo lắng đối với chuộc tỷ thí này hắn ta hiểu rất rõ nghiêu hữu đạo, đạo gia không phải kẻ dễ mạo phạm. Sau khi giày vào một phen, nếu đạo gia đã đồng ý với cuộc tỉ thí này thì hắn đã biết kết quả của cuộc tỉ thí. Vốn viên cương lười tới đây xem, chẳng qua chỉ tới xem đạo gia muốn làm gì. Viên phương mặc tăng phục đang gấp gáp bấm niệm châu, bây giờ mới dừng lại, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thế tiến công hung mãnh của côn lâm thụ vừa nãy quả thực khiến y cả kinh. Giờ thì y đã yên tâm, cười có vẻ hèn hèn, lại bỏ đá xuống giếng khinh bỉ nói đồ không có mắt, không xem đây là ai, ngay cả đạo gia nhà chúng ta mà cũng dám trêu vào. Thương Thục Thanh vừa mừng vừa sợ, hỏi, không tỷ, kết thúc rồi à, đạo gia thắng sao, quản phương nghi mỉm cười, kiếm cũng đã gác lên cổ người ta, đối thủ đã bó tay chờ chết, tất nhiên là thắng. Lần này quận chúa yên tâm được rồi, vui không, trên tán cây, thấy tranh đấu kết thúc, hai vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau. Trường 1362, ta thua. Xuân Tín Lương nhỏ giọng nói, không phải vẫn nói như hữu đạo này mới có tu vi chút cơ kỳ sao, cho dù tu vi là kim đan thì cũng làm sao có thể vững vàng chịu được một đòn kia mà không có chút phản ứng nào. Tu vi của hắn chẳng lẽ còn cao hơn cả hai người chúng ta. Họ nghi hoặc như vậy cũng là vì có nguyên nhân, so sánh tu vi giống như một người lớn và một đứa trẻ. Đứa trẻ gắng sức sông lên, cho dù khó có thể gây ra tổn thương lớn lao cho người lớn, nhưng người lớn cũng rất khó có thể đứng yên như tượng trừ khi người lớn có thể trạng mạnh mẽ phi thường. Đồ khoái nói, đúng là có phần kỳ quái, để lúc sau hỏi lại xem là sao, người của tử kim động quan chiến đều ngạc nhiên và khó hiểu. Vẻ mặt nghiêm lập lúc này không biết là khóc hay là cười. Thực ra thời gian mà hai bên trong san tranh đấu cũng không quá lâu. Nếu muốn nói lâu, quả thực trước khi nghiêu hữu đạo đánh trả đã mất một chút thời gian, đó là quãng thời gian trong khi những quả cầu lửa liên tục đánh vào nghiêu hữu đạo. Nhưng đến khi nghiêu hữu đạo ra tay, một trưởng dám trả một tay rút kiếm tỷ thí đã kết thúc cuộc tỷ thí này kết thúc mau chóng gọn gàng sau đó người có chút kinh nghiệm đều đã nhận ra đôi bên đều dùng đấu pháp một chiêu quyết thắng cung lâm sách hơi nghiêng đầu nói thầm bên tai nghiêm lập dùng dược hả nghiêm lập hiểu ý của sư huynh nhưng nếu không dùng dược nghiêu hữu đạo làm lại không có một chút phản ứng nào trước một đòn vững chắc như thế của côn lâm thụ tu vi của nghiêu hữu đạo dù có cao đến đâu cũng không cao đến trình độ không hợp thói thường như vậy chứ chuyện này thấy thế nào cũng có gì đó quái lạ, chắc là vậy, nghiêm lập nhỏ giọng đáp lời, cung lâm sách nhỏ giọng hỏi, có biết dùng thuốc gì không, nghiêm lập, không biết, cung lâm sách, người qua lại gần gũi với hắn, lúc về tìm cách tìm hiểu một chút, ừm, nghiêm lập gật đầu, ông ta cũng hiếu kỳ, tiến phục thành kinh ngạc đờ người, trái tim nho nhói, ông ta vừa nghĩ đến các loại hậu quả theo sau mà rơi vào bối rối hoàn toàn, hỏa phượng hoàng bị vân cơ bóp cổ, Nhìn thấy sư huynh bị thương toàn thân, còn người ta gác kiếm vào cổ lệ rơi đầy mặt ngay cả người ngoài cũng nhận ra người trong cuộc như côn lâm thụ tất nhiên cũng biết lúc trước nghiêu hữu đạo đứng bất động chính là để dụ y tấn công cũng dùng đấu pháp một chiêu quyết thắng y thực sự không quan tâm đến đau đơn trên thân thể cười thảm nói nếu ngươi không có kiếm trong tay ta chưa chắc đã bại vì ngươi nghiêu hữu đạo thua chính là thua nam nhi không nên tìm lý do cho thất bại ngươi đã từng trải tốc độ xuất kiếm của ta phải biết là nếu ta vừa đánh trả đã sử dụng kiếm thì ngươi còn không giữ nổi mạng ta có thể chém rời ngươi ngay tại chỗ côn lâm thụ cho ta thêm một cơ hội nữa ta vẫn chưa phát huy toàn bộ thực lực của mình ta còn có chiêu số lợi hại khác chưa dùng như hữu đạo vẫn còn muốn đấu nữa sao hiện giờ ngươi đã thua rồi côn lâm thụ ta chỉ muốn phát huy toàn bộ thực lực của mình chân chính đánh một trận với ngươi thua như vậy ta không cam lòng như hữu đạo hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta còn có thể đánh với ngươi không thân thể côn lâm thụ run rẩy là do phản ứng dị thường trong cơ thể gây ra. Như trưởng lão, van cầu ngài, cầu ngài lại cho ta thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần ngài đánh với ta một lần nữa, mặc kệ thắng hay thua, đều xem như ta thua, có được hay không. Như hữu đạo, có thể, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Có điều, quy tắc cũ, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Muốn ta đồng ý, ngươi nhất định phải lấy một thứ ra đánh đổi. Côn lâm thụ vui mừng như trưởng lão muốn cái gì như hữu đạo hất cằm về phía hỏa phượng hoàng đã bị khống chế nàng ta nhìn thấy chưa trông không tệ côn lâm thụ nhìn về phía sư muội lệ rơi đầy mặt mà không thể nhúc nhích cơ mặt co giật mạnh bi phẫn nói ngươi muốn sư muội của ta như trưởng lão người bây giờ dù gì cũng đường đường là trưởng lão tử kim động việc vô liêm sỉ như vậy ngươi cả nghĩ quá rồi ta không hứng thú đối với sắc đẹp của sư muội ngươi như hữu đạo lật tay phẩy một cái vỏ kiếm cắm trên mặt đất cách đó không xa gạch một cái bay lên phóng tới kiếm trên tay nghiêu hữu đạo thu khỏi cổ côn lâm thụ xoay tay cắm xuống cạch một tiếng nữa lại tra vào vỏ kiếm nghiêu hữu đạo xoay chuôi kiếm trong tay lại trống xuống mặt đất hai tay hắn đặt trên chuôi kiếm mái tóc dài theo gió phất phơ hắn bình tĩnh nói ta có thể cho ngươi một cơ hội nữa ta có thể đánh thêm với ngươi một trận ngay lúc này luôn quá hạn không chấp nhận ta không có nhiều thời gian chơi với ngươi như vậy nếu ngươi thua, ta lập tức lấy mạng sư muội ngươi. Ta sẽ chặt bỏ đầu của sư muội ngươi ngay trước mặt ngươi. Ngươi trúng một trưởng của ta, bây giờ ngươi cảm thấy ngươi còn thực lực đánh với ta không? Ngươi tuyệt đối đừng nói là để cho ngươi trị thương trước, đợi ngươi khỏi hẳn rồi bảo ta đánh với ngươi. Muốn đánh thì đánh ngay bây giờ, dùng đầu sư muội ngươi làm tiền cược. Ngươi dám cược không?" Sự dị thường trong cơ thể khiến Côn Lâm Thụ run lên bần bật. Y hiểu rõ rồi, đối phương đang nói cho y một đạo lý cho dù hiện giờ y không bị hạn chế, cho dù chưa bị kiếm gác lên cổ, cho dù y tiếp tục buông tay buông chân đánh tiếp, thì tình hình của cơ thể cũng khiến y không thể thắng được. Không tồn tại cái gọi là chưa phát huy hết toàn bộ thực lực, dù chỉ là lỡ tay, thua chính là thua. Đã như vậy, có thể lấy đầu sư muội ra đặt cược không? Y không làm được, ta thua, côn lâm thụ nhắm mắt cười thảm, như hữu đạo nhìn lên một chút, đáp án này coi như làm hắn thỏa mãn nếu côn lâm thụ vì chấp niệm riêng mà không tiếc mạng của sư muội y vậy nghiêu hữu đọa sẽ không giữ người này lại dùng mạng vợ của đối phương mà cũng không thể kiềm chế người như thế có giữ lại cũng vô dụng từ lúc hai người gặp mặt nghiêu hữu đạo vẫn luôn thăm dò điểm mấu chốt trong lòng đối phương hiện giờ hắn đã yên tâm chậm rãi hỏi nhớ lúc trước người từng bảo ta làm ra hành vi không đáng mặt đàn ông bảo ta không được liên lụy tới phụ nữ ta đã nói ta có phải đàn ông hay không không cần ngươi nói cho ta Hiện giờ ngươi hỏi lại bản thân ngươi xem, bản thân ngươi làm nô thì thôi, ngươi lại còn muốn sư muội của ngươi cùng ngươi làm nô cả đời. Ngươi nói cho ta xem, đây là hành vi đáng mặt đàn ông sao? Ha ha, cười thảm, Côn Lâm thụ bật khóc, Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy sư huynh là một đại nam nhi mà bật khóc trước mặt mọi người, nhất thời lòng như dao cắt, muốn giấy dụa mà không nổi, muốn gọi là không cất lên thành tiếng được. Người ở bên ngoài sân không biết hai người trong kia đang nói gì. Ngưu Hữu đạo bình tĩnh nói, "Đàn ông cả khóc cái gì hối hận rồi sao có phải cảm thấy hối hận cho hành vi đần độn của mình lúc trước không côn lâm thụ nghẹn ngào y hối hận thật rồi u mê mãi không tỉnh sau khi bị đánh tỉnh táo rồi lại thật sự hối hận như hữu đạo nhắc nhở đúng chỉ là bản thân y muốn chết mà thôi lại còn hại sư muội cả đời phải làm nô đều là do bản thân y quá mức cố chấp y vô cùng hối hận tóc dài phiêu phiêu theo gió như hữu đạo chống kiếm yên lặng nói Khóc cũng vô dụng, nước mắt của đàn ông không đáng giá. Vừa nãy ta đã để cho ngươi cơ hội, bây giờ ngươi suy nghĩ lại xem, ta có cho ngươi cơ hội hay không? Ta không phải không cho ngươi cơ hội, trước lúc tí thí, ta vẫn luôn miệng nhắc nhở ngươi. Khi đó ngươi hối hận vẫn còn kịp, ta đã nhắc ngươi, đơn đấu, ta chưa từng nếm mùi thất bại một lần nào. Thậm chí ta còn nói với ngươi, đã nói rõ ràng không bỏ sót chữ nào, ngươi không biết ta nông sâu thế nào, bảo ngươi không nên sơ suất nhưng ngươi không nghe, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Nói lời này vào thời điểm hiện tại, quả thực là từng dao găm vào tim gan. Như hữu đạo trà đạp lên tâm trạng của côn lâm thụ, cũng nói cho côn lâm thụ hiểu rõ rằng hành vi lúc trước của y ngu ngốc cỡ nào. Côn lâm thụ hối hận phát điên, nức nở nói, ta tội đáng muôn chết, chết không hết tội. Trường 1363, như trưởng lão quả nhiên là người nhân nghĩa một. Chết, như hữu đạo hơi nhíu mày, mở mắt ra, nhìn sư muội đang gào khóc của ngươi đi. Côn lâm thụ ngẩng đầu, nhìn sư muội mình đang lặng lẽ rơi lệ. Như hữu đạo từ tốn nói, ta khuyên ngươi không nên làm chuyện ngu ngốc, tốt nhất là hãy đàng hoàng tuân thủ lời hứa hẹn của ngươi. Hiện giờ ngươi đã là người của ta, ngươi chết lúc nào là do ta quyết định. Nếu ngươi dám nuốt lời, đêm nay ta sẽ đưa sư muội ngươi cho bay tám người đàn ông, bảo đảm sư muội của ngươi suốt đời khó quên. Côn lâm thuộc tức giận, bỗng nhiên quay đầu lại gào lên. Ngươi, như hữu đạo liếc xéo nói. Ta đã nói với ngươi, đường là do ngươi tự chọn, đừng hối hận. Ngươi cũng đã nói với ta, hỏa phúc vinh nhục ngươi đồng ý gánh chịu. Hiện giờ hối hận hả, chậm rồi. Côn Lâm Thụ ngã một lần khôn ra thêm, lần này thật nhớ kỹ cho ta, đừng có tái phạm nữa. Ngươi sống, sư muội của ngươi sống, ngươi chết, sư muội của ngươi sống không bằng chết. Ta nói được là làm được. Côn Lâm Thụ vừa giận dữ vừa bi thương, người run lẩy bẩy, nhưng không thể làm gì được người trước mặt hiện giờ y mới nhận ra điều gì mọi sự đều đã nằm trong bàn tay người ta chính lúc này nghiêu hữu đạo lạnh lẽo nước mắt chợt vung tay lên bản thân hắn chắn trước người côn lâm thụ tiễn phục thành đang bay tới nhìn thấy nghiêu hữu đạo ra hiệu vu chiếu hành cũng lắc người khẩn cấp chạy tới phân cơ giao hỏa phượng hoàng cho quản phương nghi, cũng nhảy một cái hạ xuống bên cạnh nghiêu hữu đạo cùng vu chiếu hành hộ pháp hai bên nghiêu hữu đạo tiễn phục thành âm thầm cắn răng sau khi ông ta tỉnh lại từ cơn choáng váng vì cuộc chiến ông ta lập tức quyết đoán dù có phải đập chết côn lâm thụ ông ta cũng quyết không thể để côn lâm thụ rơi vào trong tay như hữu đạo bằng không không có cách nào trả lời cho tông môn dù sao thì tông môn để côn lâm thụ đi thánh cảnh cũng đã dự định để côn lâm thụ chết trong đó nhìn thấy người đang chặn ngang đường tiễn phục thành biết e rằng mưu đồ của mình đã thất bại như hữu đạo quá nhạy cảm tiễn trưởng lão làm gì thế như hữu đạo lạnh lùng hỏi Tiễn phục thành, các người tránh ra. Ta có lời nói với Côn Lâm Thụ, Ngưu Hữu Đạo bắt đầu từ bây giờ, y đã là người của ta. Có lời gì, ông cứ nói đi. Thấy phản ứng của mấy người của Ngưu Hữu Đạo, bên Cung Lâm Sách cũng chợt nghĩ ra điều gì bèn cấp tốc chạy tới. Tụ tập bên Ngưu Hữu Đạo thể hiện toàn bộ ưu thế sân nhà của Ngưu Hữu Đạo. Tiễn phục thành biết là xong rồi, nơi này không đến phiên ông ta ngang ngược, cũng không có cơ hội cho ông ta ngang ngược. Tự mình trồng quả đắng, tự mình nuốt. Tiễn phục thành nuốt nước bọt hỏi côn lâm thụ nếu trận chiến này có vấn đề gì cứ việc nói ra ta làm chủ cho ngươi hiện giờ ông ta vẫn muốn tìm cớ cãi cọ nhưng mà đã chậm như hữu đạo đã phá mọi đường lui của đối phương từ lâu hắn cười lạnh lập tức tiếp lời côn lâm thụ làm người tốt nhất phải biết giữ lời bằng không ta nói được thì làm được hắn vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía hỏa phượng hoàng bị khống chế ngoài sân côn lâm thụ không ngốc đã nhận ra ý đồ của trưởng lão nhưng y nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo vừa nhìn sang, thấy sư muội lệ rơi đầy mặt, lòng thê thảm khôn cùng. Y làm sao không hiểu ý mà Ngưu Hữu Đạo vừa nói. Nghiêm Lập cũng quay đầu lại nhìn, lòng vui mừng, quả là tuyệt diệu, vị sư đệ này cắn chặt lão bà của Côn Lâm thụ không buông, bây giờ mới thấy được đó là một chiêu tuyệt diệu. Vị sư đệ này quả nhiên đa mưu túc trí đến độ xấu xa. Chuyện này thú vị rồi, trưởng lão, ta thua, côn lâm thụ cúi đầu thừa nhận, do phản ứng của hắn, Tiễn Phục Thành nghiêng đầu nhìn về phía hỏa phượng hoàng đang bị chèn ép bên ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi lại nhìn về phía nân chứng trung gian đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiền trang trưởng quỹ, cuối cùng lại từ từ quay đầu lại nhìn chằm chằm về hướng côn lâm thụ, yên lặng, tâm dần chìm xuống đáy cốc. Trưởng môn tử kim động cung lâm sách đưa mắt nhìn một hồi rồi từ từ nói, tiền trưởng lão có nghi vấn gì đối với cuộc tỉ thí này chăng? Tiền phục thành không biết nên nói cái gì mới tốt, trong lòng hối hận muôn phần, hắn ta đột nhiên không hiểu, như hữu đạo đưa ra điều kiện hà khắc như thế mình uống lộn thuốc hay sao mà lại đồng ý bản thân là trưởng lão của tử kim động sao lại đồng ý loại chuyện này mấu chốt là thứ mà côn lâm thuộc tu luyện là bí kíp cao cường của thiên hỏa giáo thiên hỏa vô cực thuật làm sao lại thất bại trong tay như hữu đạo được chứ thấy hắn ta không nói lời nào cùng lâm sách lại nhìn về phía tiền trang trưởng quỹ hàng trưởng quỹ tỉ thí đã xong thân là người trung gian người có dị nghị gì đối với quá trình và kết quả cuộc tỷ thí này không Tiền trang trưởng quỹ khẽ hướng cầm về phía côn lâm thụ, đã nhận thua rồi, cuộc tỉ thí này, thắng bại đã rõ, ta không có ý kiến gì. Tiền trưởng lão, chấp nhận thiểu thua đi, tiền phục thành hai má run rẩy như hữu đạo tóc dài xóa xuống hai vai nghiêng đầu nói, đưa người đi. Trần bá và ngô lão nhị đến bên cạnh côn lâm thụ, côn lâm thụ không có bất kỳ phản kháng gì, là vì tình hình dị thường trong cơ thể nên không còn sức phản kháng nữa, cũng là bởi vì hỏa phượng hoàng đã trở thành con tin trong tay người khác không dám phản kháng ông ta cứ thế bị giải đi, cuối cùng cũng chạm mặt cùng một chỗ với hỏa phượng hoàng. Viên cương đưa mắt nhìn đạo gia đang đứng trong sân thí luyện, đạo gia vẫy tay ra hiệu đưa hỏa phượng hoàng và côn lâm thụ đi trước. Người trong sân thí luyện nhìn chằm chằm vào tiền phục thành, sau một hồi im lặng, nhiều hữu đạo gật đầu chào cung lâm sách cùng mấy người nữa rồi quay người gác kiếm mà đi. Bọn vu chiếu hành và vân cơ quay người đi theo, vừa đi ra ngoài sân, quản phương nghi đang chờ ở ngoài đông đứa chiếc quà tròn cười tủm tỉm đi đến bên cạnh nhiều hữu đạo, Người nên đi đã đi, người nên tiến cũng tiến đi rồi, thí dụ như tiền trang trưởng quỹ. Còn lại cung lâm sách cùng mấy người không mạo muội rời đi mà bay vút lên sườn núi, chào hai vị thái thượng trưởng lão. Xuân Tín Lương nói, sao ta lại thấy cuộc tỉ thí này có chút gì đó kỳ lạ, thực lực của Ngưu Hữu đạo này trông có vẻ còn vượt qua cả hai người chúng ta, hắn là do các ngươi chiêu nhận vào từ kim động, thực lực của hắn rốt cuộc là như thế nào. Cung lâm sách mấy người nhìn nhau, sau khi có vẻ hơi do dự, cùng lâm sách nói có thể là nghiêu hữu đạo đã ra tay dở trò gì đó trong cuộc tỉ thí này. Ra tay dở trò, Xuân Tín Lương và Đồ Khoái nhìn nhau. Đồ Khoái giọng đầy nghi ngờ nói, thứ lỗi cho lão phu mắt mờ không nhìn ra, rốt cuộc hắn đã dở trò gì. Cung lâm sách cười khổ, theo một vài phán đoán trước khi cuộc tỉ thí diễn ra, nhiều hữu đạo có thể đã cho côn lâm thụ uống thuốc. Ông ta cũng không tiện nói ra điều gì chính xác, đường đường là trưởng môn của tử kim động, nếu sớm biết nhiều hữu đạo làm loại chuyện bị ổi đó mà không ngăn lại, tựa tựa hồ không thể nào nói ra nổi. Cho uống thuốc, hai vị thái thượng trưởng lão sừng sốt, đồ khoái vẫn nghi ngờ nói, bị cho uống thuốc xong, lúc ra tay tỉ thí, côn lâm thụ kia lại không phát giác ra sao. Cung lâm sách buông tiếng thở dài, cụ thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ lắm, còn phải đợi điều tra rõ ràng. Nhưng không biết sư thúc có chú ý hay không, vợ của côn lâm thụ đã trở thành con tin trong tay nghiêu hữu đạo từ trước đó, dù có phát giác thì cũng sợ ném chuột vỡ bình. Hai vị trưởng lão nhìn nhau lần nữa, Xuân Tín Lương vuốt dâu nói, đồ đệ này của Trung Sư Huynh có chút gian. Đợi hai vị túc lão bay đi rồi, trưởng lão Mạc Linh Tuyết nói, trưởng môn, chỉ sợ lần này tiền phục thành khó mà hạ đài, đắc tội với hắn rồi chuyện chiến mã sẽ không sinh ra khó khăn chắc trở gì chứ. Cung lâm sách hừ lạnh một tiếng, mấy điều kiện kia của Ngưu Hữu đạo hắn cũng dám đáp ứng, đúng là đầu óc không tỉnh táo mà. Người nghĩ sau khi hắn trở về như vậy có còn giữ được vị trí trưởng lão kia không? Chương 1364, như trưởng lão quả nhiên là người nhân nghĩa hai. Mấy người đứng bên cạnh nhìn nhau, đều thở than lắc đầu. Quy Miên Các và Cự An nhẹ nhàng bước vào, quỳ xuống trước mặt Trung Cốc Tử đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai người nhẹ giọng bẩm báo nói: "Sư tổ, tỉ thí đã xong, sư thúc đã thắng tên đệ tử Thiên Hỏa giáo kia." Nghe xong, Trung Cốc Tử hơi mở mắt, thì thầm một tiếng "Thiên Hỏa vô cực thuật." Ánh mắt trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên ông ta nhẹ nhàng nói: "Cự An, có à?" Cự an ngồi xổm hơi hạ thấp người trung cốc tử ngữ điệu tang thương nói năm đó sự việc xảy ra đột ngột về sau có một số việc người đi sau không thể làm được dù ta có chuyển lại lần nữa cũng đã muộn người đi trà lạnh người hiểu không thời gian của ta không còn nhiều nữa nếu ta đi rồi các ngươi làm sao tự xoay sở Cự an ngậm miệng cúi đầu không nói gì trung cốc tử các ngươi không nói ta cũng biết trong lòng các ngươi đang lo lắng nhưng bất lực chẳng thể làm gì luận ai vế như hữu đạo là sư thúc của các ngươi nhân lúc ta vẫn còn sống, có thể gần gũi nhiều một chút nhưng phải giữ khoảng cách thích hợp, đừng nên thân cận quá. Nếu ta không còn nữa, thân thiết hay giữ khoảng cách với hắn, các người tự xem xét thời thế mà quyết định. Cự an cúi người, khấu đầu xuống đất, trước bàn trang điểm, nhiều hữu đạo ngồi im lặng nhắm mắt, thương thục thanh trải vuốt lại mái tóc dài cho hắn. Quản phương nhi đi vào, bẩm báo, đạo gia, nghiêm lập và tiền phục thành đã đến. Nhiều hữu đạo, mời nghiêm trưởng lão trước. Quản Phương Nghi cười cười với Thương Thục Thanh rồi quay người đi ra. Chẳng bao lâu sau, nghiêm lập đi vào, nhìn thấy bên trong đang trải đầu, không khí vui vẻ, ông ta ôm cánh tay nhìn. Thương Thục Thanh nhanh tay trải. một lát đã xong, sau đó cáo lui đi ra ngoài. Ngồi trước tấm gương phản chiếu chính mình, Nghiêu Hữu Đạo đứng lên nói, tên họ tiền kia lại đến tìm ta làm gì. Nghiêm lập, không rõ lắm hắn đến làm gì, hắn nói muốn gặp mặt đệ nói chuyện nghiêu hữu đạo đơn giản là muốn đưa côn lâm thụ trở về chứ có gì đáng bàn đâu nghiêm lập hắn nói là có chuyện liên quan đến thánh cảnh thánh cảnh nghiêu hữu đạo bất ngờ nhìn về phía nghiêm lập nghiêm lập bỗng vui cười ghé sát vào nghiêu hữu đạo thử hỏi lão đệ đệ đã lén cho tên côn lâm thụ đó uống thuốc gì mà lại không để cho người khác nhìn ra mánh khóe nghiêu hữu đạo chậm rãi quay đầu lại hơi có vẻ kinh ngạc cho uống thuốc thuốc gì nghiêm lập nháy mắt ra hiệu nói Lúc trước chính đệ nói sau khi cho côn lâm thụ uống thuốc là có thể bảo đảm mình sẽ thắng, hôm nay quả nhiên thắng một cách nhẹ nhàng, thuốc gì mà hiệu quả tốt như vậy, nói cho ta biết đi. Nghiêu hữu đạo liếc ông ta một cái từ trên xuống dưới, vô cùng nghiêm túc nói, nghiêm trưởng lão, huynh đang nói đùa đấy à? Ta đường đường là trưởng lão của tử kim động làm sao có thể làm ra loại thủ đoạn bị ổi như vậy được? Cái gì mà cho hắn uống thuốc thì chắc thắng, ta thắng hắn đường đường chính chính đấy, được chứ? Nghiêm lập nghẹn họng nhìn chân chối, chậm rãi đưa tay chỉ về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo liền hất tay ông ta xuống, quay người rời đi. Một lúc sau, Ngưu Hữu Đạo và Nghiêm Lập đến phòng khách, Tiền Phục Thành đang chờ bên trong lập tức đứng lên, chắp tay nói, "Ngưu trưởng lão, Nghiêm trưởng lão." Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời ngồi, sau khi đã ngồi xuống, hắn nói, "Nghe nói Tiền trưởng lão muốn tìm ta nói chuyện về thánh cảnh." Tiền Phục Thành lộ ra vẻ mặt cười gượng gạo, "Ngưu trưởng lão, người tha được thì tạm tha, hy vọng như trưởng lão có thể cho phép ta đưa côn lâm thụ và nhiếp vân thường về có điều kiện gì đều có thể thương lượng ta sẽ cố hết sức nghĩ cách để làm ngài thỏa mãn nhiêm lập ngồi bên cạnh nghe xong hơi nhíu mày quả nhiên vẫn là vì côn lâm thụ mà đến ông ta liếc sang nhìn như hữu đạo như hữu đạo thản nhiên nói nói như vậy thì chuyện thánh cảnh chỉ là cái cớ để tới tìm gặp ta tiền phục thành khoát tay cũng không phải là tìm cớ như trưởng lão đưa côn lâm thụ ra gặp tự nhiên biết rõ lời ta nói không ngoa Nhiêu Hữu Đạo có liên quan đến Côn Lâm Thụ, hẳn là Côn Lâm Thụ muốn nói đến chuyện thánh cảnh. Tiễn Phục thành tránh không đáp, phải mời Côn Lâm Thụ ra đây rồi mới nói tiếp. Chuyện khác nữa là, Nhiêu Hữu Đạo không muốn đáp lại ông ta, nhưng ngược lại chuyện liên quan tới thánh cảnh, hắn cũng muốn xem xem đối phương muốn làm gì. Một lát sau, Côn Lâm Thụ được đưa đến, băng bó khắp người, vết thương đã được xử lý, chỉ là một thân tu vi bị rơi vào cảnh bị bắt giữ và khống chế. Hai bên trái phải có vô chiếu hành và vân cơ đề phòng bảo vệ rõ ràng đang phòng trường hợp có người hành động bất thường với côn lâm thụ nhìn thấy tiền phục thành có ở đó nhớ tới lời thề với đối phương cam đoan sẽ thắng côn lâm thụ thất vọng cúi đầu nghiêu hữu đạo nói bây giờ có thể nói ra được rồi chứ tiền phục thành hít sâu một hơi từ từ nói côn lâm thụ trước khi ngươi tới đây chuyện ngươi đã cam đoan ở tông môn chuyện đi thánh cảnh ngươi còn nhớ chứ trên mặt côn lâm thụ hiện lên vẻ thống khổ đệ tử nhớ rõ tiền phục thành sự việc là do ngươi tự chuốc lấy hôm nay ngươi tự mình nói xem ngươi nên thực hiện lời hứa như thế nào nếu ngươi không giữ lời người bị gạt không phải chỉ có mình ta mà còn rất nhiều người khác có một số việc không thể chỉ lo cho mình ngươi cũng phải nghĩ cho cả sư phụ mình nữa ông ta dùng chuyện thánh cảnh để làm ngụy trang dụ đưa côn lâm thụ đi ra chính là để nói điều này không có cách nào khác xảy ra chuyện như vậy ông ta không thể nào trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ chỉ có thể không từ thủ đoạn nghĩ ra đủ mọi cách tuy hành động có chút sằng bậy nhưng không tin người của tử kim động dám không kiêng nể mà chống lại ông ta. Côn lâm thụ kinh ngạc nhìn ông ta, hơi thở hơi dồn dập hắn ta đương nhiên biết những người khác mà tiền phục thành nói ở đây là ai, là các trưởng lão của thiên hỏa giáo, một khi những người này tức giận thì cũng dễ dàng tưởng tượng ra được kết cục của sư phụ mình, tất phải chịu liên lụy từ hắn ta. Nghiêm lập có cảm giác bị đùa giỡn, không ngờ gạt người khác đưa hắn ta đến lại là làm việc này, còn uy hiếp trước mặt bọn họ, nghiêm lập lúc này sắc mặt trầm xuống tiền phục thành người có ý gì như hữu đạo đưa tay lên ngăn nghiêm lập tiếp tục hỏi tội tiền phục thành tiền phục thành lại chuyển sang uy hiếp sư phụ của côn lâm thụ như hữu đạo ngược lại không hề nóng nảy muốn xem xem thế nào như hữu đạo bưng trà lên từ từ thổi ngăn nghiêm lập không lộ vẻ tức giận ra mặt côn lâm thụ khó nhọc từ từ bước sang hướng như hữu đạo dùng giọng nói như trưởng lão trước khi tới đây ta đúng là đã hứa với tông môn muốn đến thánh cảnh trải nghiệm Khẩn cầu như trưởng lão để cho ta thực hiện lời hứa, đợi sau khi ta trở về lại làm châu làm ngựa báo đáp ngài. như hữu đạo viết chén trà, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nước trà ở bên trong chén, không đếm xỉa, nói, người đi thánh cảnh còn mong có thể sống sót trở về sao. Ta, côm lâm thụ không dám cam đoan, hôm nay người đã là người của ta, đã là người của mình thì ta sẽ không làm khó dễ. như hữu đạo dương mắt nhìn về phía tiền phục thành, thản nhiên nói, được, ta đồng ý với hắn, cũng đồng ý với ông để cho hắn tham gia rèn luyện ở thánh cảnh. Tiền Phục Thành mừng rỡ đứng lên, tốt, như trưởng lão quả nhiên là người nhân nghĩa, lão phu sẽ đưa côn lâm thụ trở về phục mệnh. Như hữu đạo tâm bình khí hòa nói, người trở về phục mệnh là được, dẫn theo hắn làm gì? Tiền Phục Thành hơi ngạc nhiên, trầm giọng hỏi, như trưởng lão, hà cớ gì nuốt lời? Nuốt lời, không thể nào, như hữu đạo buông chén trà xuống và đứng lên, ta nói lời giữ lời, đã đồng ý thì sẽ không thay đổi. Đi thì đi, đại diện thiên hỏa giáo tiến về phía thánh cảnh, ta không cản trở. Còn về việc để hắn quay về thì thôi đi, thời điểm vừa đến, ta tự khắc sẽ an bài hắn tiến về trước, hiện tại, tiền trưởng lão tự mình trở về phụ mệnh là được. chương 1365, ta không làm loại chuyện bị ổi đó một. Ngươi, tiền phục thành nghẹn không nói thành câu, không ngờ sau khi đối phương vui vẻ đáp ứng lại bày ra chiêu này. Để côn lâm thụ ở lại đây làm sao được, cho dù ông ta có thể quay về báo cáo kết quả hay không, chỉ cần đưa Côn Lâm Thụ trở về thì có thể bớt đi được rất nhiều phiền toái. Tóm lại, bởi vì Côn Lâm Thụ nắm giữ trong tay rất nhiều bí thuật cao siêu của Thiên Hỏa giáo nên không thể rơi vào tay người ngoài, đây lại không phải là rơi vào tay người ngoài bình thường, mà là muốn hắn ta trở thành tôi tớ, sau khi làm tôi tớ rồi chẳng phải chủ tử nói gì thì chính là thế đó sao? Một sao khiến Côn Lâm Thụ giao ra bí thuật của Thiên Hỏa giáo thì phải làm sao? Vì vậy, lùi một vạn bước mà nói, để Côn Lâm Thụ chết ngoài ý muốn cũng được nếu không tiền phục thành và thiên hỏa giáo muôn lần khó từ tội chết ông ta đã thấy hối hận vạn phần hối hận hiện tại vẫn luôn nghĩ vì sao vì sao lại đáp ứng điều kiện như vậy như hữu đạo nghiêm trưởng lão phiền ngài giúp ta tiến tiền trưởng lão tiền phục thành vội hỏi như trưởng lão ngài có thể giữ hỏa phượng hoàng lại làm con tin chỉ cần hỏa phượng hoàng còn đó ta cam đoan sau khi côn lâm thụ ra khỏi thánh cảnh nhất định sẽ trở về thực hiện lời hứa nghe được lời ấy côn lâm thụ căng sị mặt thực sự không có mặt mũi nói thêm lời nào. Nghiêu hiểu đạo, không có cái chắc chắn đó, tiến khách. Nghiêm lập không có chút gì cho rằng bản thân đã trở thành người để nghiêu hiểu đạo sai vật, nghiêu hiểu đạo đem ra sử dụng tự nhiên như vậy, nghiêm lập cũng phối hợp tự nhiên như vậy, không hề có cảm giác không tuân theo, đứng lên khua tay nói tiền trưởng lão, xin mời. Quản phương nghi nhìn nghiêm lập với ánh mắt hơi cổ quái, trong đầu hiện lên ý nghĩ thói quen thành tự nhiên. Tiền phục thành còn muốn nói điều gì đó, nghiêm lập mặt lạnh lùng trầm giọng nói mời sự thật rất tàn khốc nếu như vào lúc trước khi sự việc xảy ra bên này còn muốn suy nghĩ giữ cho tiền phục thành một chút mặt mũi thì bây giờ tiền phục thành khó bảo toàn chính mình nghiêm lập bớt đi đố kỵ nhìn mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm tiền phục thành cũng không thể không khuất trước sự thật nhưng trước khi đi ông ta vẫn cảnh cáo côn lâm thụ một câu côn lâm thụ thiên hỏa giáo không bạc đãi ngươi ngươi đừng quên lời thể độc của mình trước cuộc tỷ thí Côn Lâm Thụ biết rõ điều ông ta đang ám chỉ là điều gì, trước cuộc tỉ thí vì để khiến Tiễn Phục Thành đồng ý, hắn ta đã thề độc, cho dù kết quả tỉ thí như thế nào cũng để không tiết lộ bí mật cho bất kỳ ai. Thề độc, thề độc cái gì, như hữu đạo hơi chấp nghi, ánh mắt liếc về phía Côn Lâm Thụ. Đệ tử sẽ không quên, cho dù có chuyện gì xảy ra, đệ tử tuyệt đối sẽ không vi phạm lời thề. Côn Lâm Thụ hứa một lần nữa, hy vọng ngươi nói được làm được, tiền phục thành hừ lạnh một tiếng, vất tay áo mà đi. Nghiêm lập cũng không tiến xa, đã không chịu nổi, cũng không cần phải cho ông ta mặt mũi gì nữa, sai người đưa ông ta xuống núi. Đứng dưới mái hiên đưa mắt nhìn côn lâm thụ hồn bay phách lạc, nhiều hiếu đạo bước tới khoanh tay đứng bên cạnh hắn ta, nhìn chăm chăm vào phản ứng trên mặt của hắn ta một lúc rồi chậm rãi nói, trước đây ta đã từng nói, đường là do chính ngươi lựa chọn, không cần phải hối hận. Côn lâm thụ, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Nghiêm lập chân bước mau để quay về, thấy hai người đang nói chuyện, liền đi quanh quẩn dưới bậc thang giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra trên thực tế là đang cố nghe lỏm xem họ đang nói cái gì côn lâm thụ khổ sở nói như trưởng lão ta muốn gặp sư muội hắn ta và hỏa phượng hoàng đã bị cách ly nguyên nhân là như hữu đạo sợ hỏa phượng hoàng và côn lâm tụ cùng nhau làm việc gì ngốc nghếch hai người dù sao cũng là đệ tử của thiên hỏa giáo mà hỏa phượng hoàng lại có thể vì côn lâm thụ mà chủ động đáp ứng điều kiện đó bởi vậy như hữu đạo không thể không phòng không muốn thứ đến tay mình lại bị nhỡ mà lãng phí thời giờ. Nghiêu hữu đạo nhẹ nhàng lưu loát nói, bình tĩnh lại một chút. Xảy ra sự việc như vậy, tâm tình của vợ chồng các ngươi ta rất hiểu, sẽ không ngăn trở các ngươi gặp mặt, nhưng phải chờ tới lúc cảm xúc của hai vợ chồng ngươi ổn định lại đã rồi nói sau. Nghiêm lập nhìn về phía hai người đó, trong lòng nói thầm, thật sự coi hắn ta trở thành người của mình rồi, rất để tâm. Quản phương phương đong đưa chiếc quạt tròn, vai tựa vào cây cột dưới mái hiên, đang dựng tai lên nghe. Côn lâm thụ giọng run run nói, ta thực sự có lỗi với sư muội, ta muốn gặp mặt nàng, muốn biết nàng bây giờ thế nào rồi. như hiểu đạo, người yên tâm, chỉ cần ngươi không sao thì nàng ta cũng sẽ không sao cả. Nhưng côn lâm thụ vẫn cứ cầu khẩn muốn gặp, giờ khắc này, sự tình bên thiên hỏa giáo hắn đã không muốn nghĩ nhiều nữa rồi, chỉ muốn gặp hỏa phượng hoàng mà thôi. Sau khi quan sát sắc mặt hắn ta, như hiểu đạo hơi lặng yên rồi nói, muốn gặp cũng được, có thể cho ngươi gặp, nhưng ngươi phải trả lời cho ta vấn đề này trước. Đây cũng là vấn đề mà ta muốn làm rõ khi đồng ý cùng ngươi tỷ thí. Côn Lâm thụ lập tức hỏi, vấn đề gì? Như Hữu Đạo, ngươi không cần nghĩ nhiều, không phải ta muốn ép buộc ngươi, mà là có chuyện ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, thân phận của ngươi kém xa địa vị của Thiên Hỏa giáo sao lại đồng ý để ngươi tìm đến ta tỷ thí? Hơn nữa là trưởng lão Thiên Hỏa giáo đích thân đưa ngươi tới, đích thân xử lý việc này. Điều này không hợp với lẽ thường, ta thực sự không hiểu và muốn biết đáp án, ngươi có thể nói cho ta biết không? nghiêm lập dừng bước, lắng tai nghe, đây cũng là nguyên nhân tử kim động phối hợp với Nhiêu hữu đạo hải tiền phục thành ba người, ông ta đương nhiên muốn biết câu trả lời. Côn lâm thụ yên lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng không giấu giếm, tông môn vốn là không đồng ý, trên thực tế đến nay cũng không đồng ý. Hắn ta từ từ đem ngọn nguồn mọi chuyện kể từ đầu tới cuối, nói mình bế quan 10 năm đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật cao siêu mà đời thứ ba của thiên hỏa giáo sau này không ai có thể luyện thành, nói mình muốn tìm Nhiêu hữu đạo khiêu chiến, nhưng tông môn không đồng ý, người ở trong môn quy cấm địa bế quan phải báo đáp tông môn, đúng lúc gặp phải chuyện thánh cảnh. Trưởng môn không hy vọng hắn ta đi thánh cảnh, nhưng hắn thực sự quá muốn khiêu chiến với nhiều hữu đạo, vậy là hắn ta đã dựa vào chuyện thắng cảnh để tìm đến các vị trưởng lão, kết quả mới có sự việc như hôm nay. Nhiều hữu đạo và nghiêm lập liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hóa ra sự việc lại là như thế. Tuy nhiên lời côn lâm thụ nói không đủ xác thực, có lẽ là không muốn nói ra chuyện bất lợi đối với thiên hỏa giáo, nhưng hai người đều không ngốc, huống chi bản thân nghiêm lập vẫn còn trà trộn vào trong môn phái, đương nhiên ông ta hiểu rõ nguyên nhân vì sao những trưởng lão kia của thiên hỏa giáo đồng ý cho hắn ta đến tìm như hữu đạo tỷ thí. Nghiêm lập có chút thất vọng, còn tưởng là bí mật thiên hạ gì, hóa ra lại là chuyện này. Chính vì chuyện này mà ồn ào khiến cả đám người từ kim động trên giới đều giúp Ngưu Hữu Đạo. Nghiêm Lập nhìn về phía như Hữu Đạo, trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, không phải là mọi người bị kẻ này lợi dụng đấy chứ? Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, nghiêm lập thất vọng về hắn nhưng lại có cách nghĩ khác trong lòng thầm nói quả nhiên đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật đối với hắn mà nói có thể kiếm được một đả thủ như vậy là chuyện vui ngoài ý muốn vậy mà côn lâm thụ lại vì nguyên nhân này mà đâm vào tay hắn ta sau khi nhắc đến việc mình đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật côn lâm thụ lại nói thêm ta đã thể độc tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí pháp của tông môn cũng nhất định sẽ làm được câu nói của hắn ta như đang nhắc nhở một vài người nào đó tốt hơn hết đừng nên có ý nghĩ gì chương 1366, ta không làm loại chuyện bị ổi đó hay. Nghiêu hiểu đạo khẽ mỉm cười, thứ mà sau bao nhiêu năm mới chỉ có người luyện thành, ta đây không có hứng thú, cũng sẽ không lãng phí thời gian đi nghiên cứu. Ta đã nói chi tiết tình hình sự việc rồi, giờ có thể cho ta gặp sư muộc được chưa? Côn lâm thụ đôi mắt đầy trông mong hỏi, mới tân hôn không lâu mà đã hại sư muội rơi vào tình cảnh này, trong lòng hắn ta rất tự trách, nóng lòng muốn gặp sư muội để trò chuyện với nàng. Nghiêu hiểu đạo nói thẳng, ta đã nói thì sẽ giữ lời, cho các người thời gian một khắc, có đủ không? Đương nhiên không đủ, côn lâm thụ muốn luôn được ở cùng một chỗ với nàng, nhưng hắn ta dường như không có quyền có kè mặc cả, chỉ có thể yên lặng khẽ gật đầu. Như hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu cho quản phương nghi, một lát sau, hỏa phượng hoàng đến, hai, hai mắt đã khóc đỏ hoe, nhìn cũng biết là đã đau lòng rất lâu rồi. Huynh muội hai người gặp mặt, hỏa phượng hoàng kéo côn lâm thụ lại gần, nhìn thấy vết thương trên mặt hắn ta, vội hỏi, sư huynh, vết thương của huynh thế nào rồi? Côn lâm thụ lại vội vàng hỏi nàng ta, sư muội, bọn họ không làm gì muội chứ? Lời này hiển nhiên là có chút giống như sợ nghiêu hữu đạo tìm cho sư muội bảy tám nam nhân vậy, lời nghiêu hữu đạo khen sư muội xinh đẹp hắn ta vẫn còn nhớ nguyên như mới. Hai vợ chồng, huynh ân cần với muội, muội ân cần với huynh, hỏi thăm nhau tới tới lui lui mãi không thôi. Nghiêm lập dần mất hứng thú, cảm thấy không có chút sức nào. Nghiêu hữu đạo ánh mắt lạnh lùng bàng quan, trên người hai vợ chồng họ có tu vi cấm chế, thời gian cho hai người gặp nhau cũng có hạn, hai người không nói chuyện cho thỏa lời, chắc sẽ không lập tức làm chuyện gì ngốc nghếch mà thời gian gặp mặt ngắn ngủi nên cũng không lo. Thấy thời gian sắp hết, Côn Lâm Thủ vẫn bày tỏ thái độ ân hận, nói mình có lỗi với sư muội, Như Hữu Đạo đột nhiên chen vào nhắc đến một chuyện, vừa rồi tiền trưởng lão của các người muốn đem các người trở về, đã bị ta ngăn cản. Như Hữu Đạo kể tình hình của Tiền Phục Thành cho Hỏa Phượng Hoàng biết. Nghiêm Lập vô tình nhìn về phía Như Hữu Đạo, không biết hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này làm gì, liền bắt đầu có cân nhắc tới lời nói này. Nghe xong, hỏa phượng hoàng nhìn côn lâm thụ, hắn ta khẽ gật đầu, xác định sự việc đúng là như vậy. Được rồi, thời gian cũng sắp hết rồi, các người bình tĩnh một chút. Như hữu đạo nghiêng đầu báo một tiếng, hỏa phượng hoàng lại bị đem đi. Côn lâm thụ hơi sốt ruột cũng bị người kéo giữ lại, nhìn thấy sư muội đã khuất bóng, côn lâm thụ lập tức quay đầu lại nói với Nghiêu hữu đạo, đừng làm tổn hại sư muội ta. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, điều này còn phải xem người có muốn làm sư muội của người phải chịu tổn hại hay không, người không sao thì tự khắc sư muội của người cũng không sao. Dứt lời, Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu, lập tức có mấy người đi tới đưa Côn Lâm Thụ đi. Lúc này, Nghiêm Lập mới tiến gần tới chỗ Ngưu Hữu Đạo, nói Côn Lâm Thụ thân mang bí thuật cao siêu của Thiên Hỏa giáo, e là Thiên Hỏa giáo không cam lòng để cho hắn rơi vào tay đệ, chắc chắn sẽ gây áp lực với Tử Kim Động để đổi người, chỉ sợ rằng đệ giữ không nổi người này đâu. Nghiêu Hữu Đạo khoanh tay cười ha ha, hơn nữa, ta giữ hắn trước. Đúng rồi, tiền phục thành về rồi sao? Để thấy hắn ta còn có tâm trạng ở lại đây sao? Nghiêm Lập hỏi lại, rồi lại lắc đầu bùi ngùi nói, chạy không dám chạy, quay về thì lại không biết phải ăn nói thế nào, ta thấy buồn thay cho tình cảnh của hắn, vị tiền huynh này, lúc này e là gặp phiền toái lớn rồi. Nghiêm Lập nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo, lão đệ, vẫn là đệ lợi hại, kéo tiền trang trưởng lão tới làm người chứng kiến tiền phục thành muốn trốn nợ cũng không được. Lần này chính là bắt chẹt cơ hội tốt của tiền phục thành. Chuyện này lại là chuyện mà nhiều người tận mắt chứng kiến, lấy ra uy hiếp để áp chế tiền phục thành, như hữu đạo cho rằng không thích hợp, thuận miệng trả lời, ta tốt xấu gì cũng đường đường chính chính là trưởng lão của tử kim động, ta không làm loại chuyện bị ổi như vậy. Nghiêm lập im lặng không nói gì, Đôi nghiêm lập đi khỏi, như hữu đạo đi tới nơi giam lỏng hỏa phượng hoàng, vừa vào cửa liền gặp hỏa phượng hoàng ngồi cạnh giường lau nước mắt, vừa mới tân hôn mà đã thành ra như vậy hắn có thể hiểu được tâm tình của nàng ta ngẩng đầu lên thấy nghiêu hữu đạo vào hỏa phượng hoàng sợ tới mức lùi lại về phía tường căng thẳng nói người muốn làm gì những lời khen về sắc đẹp của nàng mà người nào đó nói ra nàng vẫn còn nhớ rõ nghiêu hữu đạo tiền phục thành muốn đưa côn lâm thụ đi đánh cực vào người cô có biết côn lâm thụ sẽ có kết cục thế nào khi rời khỏi tử kim động không hỏa phượng hoàng sợ hắn sẽ làm chuyện sằng bậy gì với mình hơn nữa đang trong lúc đau lòng làm sao nghĩ sâu xa cho được, căng thẳng nói, đương nhiên là quay về thiên hỏa giáo. Nàng ta căn bản không hiểu được thâm ý trong lời nói của đối phương. Lúc trước, vợ chồng son gặp mặt, nhiều hữu đạo đứng bên cạnh lạnh lùng thờ ơ nhưng đã nhìn ra, hai người đau lòng đến muốn sống muốn chết, không biết nghĩ sâu xa, hắn không thể để cho bàn cờ mà mình đã dự tính trở thành công cốc nên mới cố ý đến nhắc nhở, cô không cần căng thẳng sự hãi, ta tới là vì muốn tốt cho cô, cũng là muốn tốt cho cô lâm thụ, Trước kia nếu có lời gì bất kính cũng chỉ là vì tức giận côn lâm thụ nên cố tình gây sự, hôm nay ta đã bình tĩnh lại rồi, cảm xúc của cô cũng cần ổn định lại, cô yên tâm, ta sẽ không làm gì sằng bậy với cô cả, ta là vì muốn tốt cho hai người thôi. Nghe hắn nói vậy, mặc dù hỏa phượng hoàng không hoàn toàn tin hắn nhưng cũng yên tâm phần nào, lau nước mắt nói, như trưởng môn muốn làm như thế nào. Trước mắt đã hỏi rõ ràng nhưng nàng ta nghe vẫn không hiểu chút gì, như hiểu đạo hơi im lặng, nhưng hắn cứ luôn mỉm cười nói, tiền phục thành muốn mang côn lâm thụ đi, cô cũng biết nếu côn lâm thụ rời khỏi đây thì sẽ có kết cục gì mà đúng không? Hỏa phượng hoàng hơi nghi ngờ nói, người muốn nói là tông môn muốn nghiêm trị sư huynh. Nghiêu hiểu đạo, ta nhắc nhở cô một chút, sư huynh của cô có đổ ước trên người, người của thiên hạ tiền trang đã đồng ý ra mặt làm nhân chứng cho lần đánh cược này, ngoại trừ phiêu miếu các thiên hạ không ai dám nhận ghi chép này. Mà tiền phục thành vốn là có thể ngăn cản sư huynh của cô đồng ý trận đánh cược đó, nhưng trưởng lão thiên hỏa giáo này chẳng những không ngăn cản mà ngược lại còn ở bên cạnh giúp đỡ trách nhiệm này tiền phục thành gánh vác nổi sao hỏa phượng hoàng dần dần mở to đôi mắt dường như đã hiểu được điều gì như hữu đạo tiếp tục nói thiên hỏa giáo lại há chỉ muốn nghiêm trị sư huynh cô tiền phục thành cũng không thể thoát tội hiện giờ chắc cô đã biết hắn muốn đưa sư huynh cô đi là có mục đích gì rồi chứ hỏa phượng hoàng cái hiểu cái không hơi do dự nói đương nhiên đương nhiên là đem sư huynh về để dễ ăn nói như hữu đạo trận đánh cược này phải làm sao ta đã nói rồi ngoại trừ phiêu miếu các không ai dám nhận ghi chép này người của thiên hạ tiền trang cũng sẽ không cưỡng ép ai phải đánh cược cả bình thường cũng sẽ không tham dự vào loại chuyện này đây là trong tình huống hai bên đều đồng ý từ trước đều cùng đi mời đều tán thành người của tiền trang đứng ra làm nhân chứng hai bên đều không có ý kiến vị hàng trưởng quỹ kia mới ra mặt Bội ước cô nghĩ thiên hỏa giáo dám đùa với thiên hạ tiền trang sao Thiên hạ tiền trang định mức ngân phiếu vô cùng cứng rắn, đồng tiền trong thiên hạ muốn lưu thông đều phải đi qua thiên hạ tiền trang. Thiên hạ tiền trang chính là dựa vào danh dự xoay vòng đó, thiên hỏa giáo dám làm tổn hại đến danh dự của thiên hạ tiền trang sao? Hỏa Phượng Hoàng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói, ý người nói là tiền trưởng lão căn bản không thể nào đưa sư huynh về thiên hỏa giáo. Chương 1367, giỏ hoa quả thơm. Ngưu Hữu Đạo, không phải không thể đưa về mà là không dám đưa về có sự bảo đảm của thiên hạ tiền trang ở đây, thiên hỏa giáo không dám không giao người, đưa về thì có ích gì chứ. Cuối cùng vẫn phải giao người ra, cô nói tiền trưởng lão sẽ làm thế nào. Ông ta thả giữ cô ở lại làm con tin cũng phải đưa sư huynh của cô đi, cô nói xem đó là vì cái gì. Hỏa phượng hoàng có vẻ sợ hãi, ông ta muốn, ông ta muốn gây bất lợi cho sư huynh. Như hiểu đạo chậm rãi gật đầu, há lại chỉ là gây bất lợi, chỉ sợ ông ta sẽ hạ thủ giết chết sư huynh cô chỉ cần tử kim động ta thả người, không phải thiên hỏa giáo ép bội ước, đem người đi, thiên hạ tiền trang cũng không xen vào được. Sư huynh của cô nếu trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì cũng là nằm ngoài chuyện đánh cược, thiên hạ tiền trang sẽ không quản mấy chuyện vặt vãnh ấy, cũng không dính dáng gì đến chuyện của thiên hỏa giáo cả. Một khi thiên hỏa giáo động thủ với sư huynh cô, bị người ta nắm được chỗ sơ hở, chứng minh là thiên hỏa giáo bội ước, vậy thì kết quả sẽ ra sao? Có một số việc, tiền trưởng lão có thể làm được, thiên hỏa giáo lại không thể làm được, ít nhất sự việc không thể xuất phát từ thiên hỏa giáo. Ta chỉ cần để sư huynh của cô rời khỏi đây, sư huynh cô chắc chắn sẽ gặp bất chắc, ta giữ sư huynh cô ở lại không phải là muốn hại hắn mà là đang cứu hắn. Hỏa phượng hoàng đã hiểu, cười một cách thảm thương, cứu huynh ấy ư. Người bắt huynh ấy làm nô thì gọi gì là cứu chứ? Nếu như người thật sự có lòng cứu huynh ấy thì nên cười trừ mà cho qua cái đổ ước kia, nên thả hai chúng ta đi, nên coi như không có đổ ước nào cả, đó mới thực sự là cứu huynh ấy. đằng này ngươi lại giam huynh ấy không thả. như hiếu đạo, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? ngươi khiến vợ chồng chúng ta trở thành như hôm nay, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta mang ơn ngươi sao? như hiếu đạo, ta khiến vợ chồng các người trở thành như hôm nay. chuyện này có thể trách ta hay sao? là ai cứ cuốn lấy ta không buông, trong lòng cô biết rõ hơn ai hết. còn nữa, chuyện đổ ước kia, tuy ta là người trong cuộc, nhưng cô đừng quên, ta dù sao cũng là trưởng lão của từ kim động. Sự việc nhìn chung mà nói, nắm được điểm sơ hở lớn như vậy trong tay, cô nghĩ tử kim động sẽ bỏ qua phí phạm hay sao? Việc này đã liên quan đến việc tranh giành lợi ích giữa tử kim động và thiên hỏa giáo. Tử kim động tất nhiên muốn thừa cơ đưa ra điều kiện với thiên hỏa giáo, hơn nữa là điều kiện rất cao. Tử kim động sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, cô nghĩ bây giờ ta còn có thể làm chủ được việc này sao? Hỏa phượng Hoàng Bi vẫn nói, người đã không làm chủ được thì còn tới tìm ta làm gì? nghiêu hữu đạo trước mắt nói theo như đổ ước cô đã trở thành nô bộc của ta lẽ nào người làm chủ nhân như ta lại không thể đến gặp nô bộc của mình được sao hỏa phượng hoàng bất giác lui lại tựa vào tường giọng căng thẳng nức nở nô bộc thì nô bộc còn những chuyện nằm ngoài bổn phận của nô bộc thì đừng hòng ta đáp ứng nghiêu hữu đạo im lặng chẳng lẽ mình giống người xấu lắm hay sao sao lại luôn nghĩ mình là người xấu xa theo hướng đó cô nghĩ nhiều rồi ta đến là muốn nói cho cô biết ta không muốn để các người rơi vào tay từ kim động không muốn vợ chồng các người trở thành con tin phục vụ cho mục đích trao đổi lợi ích của thiên hỏa giáo và từ kim động. Hỏa phượng hoàng không tin, vừa khóc vừa cười thảm thiết nói, người mà lại có lòng tốt như vậy sao? Nhiều hiểu đạo, ta có lòng tốt này hay không không quan trọng, quan trọng là, một khi để hai người trở thành vật trao đổi lợi ích. Kỳ thực cô nên biết, cô làm nô tỳ không quan trọng, sống chết của cô đối với thiên hỏa giáo mà nói cũng không quan trọng, người mà thiên hỏa giáo muốn quay về là sư huynh của cô thiên hỏa giáo sẽ không để cho sư huynh cô lưu lạc tới nơi này làm nô. Cô đã từng nghĩ tới kết quả này chưa? Bởi vì sư huynh cô khiến thiên hỏa giáo hy sinh lợi ích rất lớn. Một người nắm trong tay bí thuật cao siêu của thiên hỏa giáo lại xúc động không thể tự khống chế mình, còn khiến cho tông môn phải chịu tổn thất cực lớn. Cô nghĩ sư huynh cô sau khi trở về sẽ có kết cục như thế nào? Hỏa phượng hoàng nước mắt lã trã, lắc đầu, người rốt cuộc muốn nói gì? Như hiểu đạo, ta muốn cứu sư huynh của cô, cũng muốn cứu cả cô, ta muốn bảo vệ vợ chồng hai người. Hỏa Phượng Hoàng khóc thành tiếng, chính ngươi nói ngươi không thể làm chủ được, ngươi dựa vào cái gì mà bảo vệ chúng ta. Nghiêu Hiếu Đạo, có thể bảo vệ được hai người hay không ta cũng không dám cam đoan, ta chỉ có thể dốc hết sức lực của mình. Ta chỉ muốn cho cô biết tại sao ta không để tiền phục thành đưa sư huynh cô đi, ta sẽ cố gắng hết sức để bảo toàn tính mạng cho hai người. Nếu như cô còn muốn sư huynh cô được sống, lúc cần thiết, ta hy vọng cô có thể phối hợp với ta, có sự phối hợp của cô thì cơ hội ta bảo vệ được vợ chồng hai người sẽ nắm chắc thêm vài phần." Hỏa Phượng Hoàng lau nước mắt, suy nghĩ lời nói của hắn, người muốn ta phối hợp như thế nào. Nưu Hữu Đạo quay người dạo bước, vừa đi vừa bình tĩnh nói, "Ta hiện tại vẫn chưa nắm chắc, nhiều lời vô ích, đến lúc đó xem tình hình thế nào rồi nói sau. Ta chỉ tới nhắc nhở cô một tiếng, đương nhiên, nếu cô không muốn sư huynh cô sống sót, đến lúc đó ta sẽ đem các người giao cho Tử Kim Động, tùy hai phái xử trí thôi vậy." Hỏa Phượng Hoàng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nói lớn, vì sao? Ta không tin ngươi có thể vô duyên vô cớ cứ cứu giúp chúng ta, ta không tin ngươi lại có lòng tốt như vậy. Sao lại là vô duyên vô cớ? Các người là nô bộc của ta, là người của ta, người của ta mà lại để cho người khác tùy ý xử trí thì mặt mũi ta để đi đâu? Ta mới ở tử kim động không lâu, còn phải tiếp tục lăn lộn ở nơi này, há có thể để cho người khác dễ dàng quét đi mặt mũi của ta? Như hữu đạo dừng bước giải thích, là vậy sao? Hỏa Phượng Hoàng bán tín bán nghi, Ngưu Hữu Đạo quay lưng về phía Hỏa Phượng Hoàng rồi nói, nếu cô muốn để cho sư huynh cô chết thảm, cô chỉ cần nói một câu. Nếu là từ các người muốn chết, ta có cố hết sức cũng vô dụng, ta cũng không muốn phí tâm sức làm gì. Ngưu Hữu Đạo đi ra khỏi phòng, cửa đóng két một tiếng. Hỏa Phượng Hoàng hai mắt đẫm lệ dựa vào tường, mặt ngơ ngác nghĩ về lời nói của Ngưu Hữu Đạo. Ra khỏi cửa, Ngưu Hữu Đạo ngửi thấy một mùi hương phấn rất quen, quay đầu lại nhìn, thấy quản phương nghi trốn ở bên cạnh đang dựa vào tường, trên tay đong đưa cây quạt tròn mỉm cười. Không giống trước đây, trước đây quản phương nghi thường sẽ ồn ào, chửi mắng mấy lời kiểu như mang lão nương theo làm tay chân. Bây giờ không giống với lúc trước, cho dù Nghiêu Hữu Đạo đi đâu, bà ta cũng muốn đến gần xem Nghiêu Hữu Đạo muốn làm gì. Nghiêu Hữu Đạo bước xuống cầu thang, quản phương nghi duỗi một chân đạp lên tường, tựa lưng vào tường, tay áo đong đưa, phẩy phẩy quạt bước nhanh theo, thấp giọng nói ngài sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời đó ngài lại muốn làm gì nghiêu hữu đạo cô cũng nghe thấy rồi đấy không phải ta đã nói rất rõ rồi sao quản phương nghi vểnh miệng lên liếc mắt lấy chiếc quạt tròn trong tay đánh vào lưng nghiêu hữu đạo một cái rõ ràng đang mắng hắn đáng ghét năm đó đi theo nghiêu hữu đạo luôn có cảm giác lo lắng sợ hãi hiện giờ an tâm rồi nơi nào có nghiêu hữu đạo thì dù sóng gió có lớn đến đâu bà ta cũng không sợ địa vị khi phù trợ phương viên ở tề kinh năm đó cũng không thể so sánh được với hiện tại. Bây giờ bà ta không cần phải bán tiếng cười cho người khác, cũng không cần lo lắng các loại thế lực phức tạp ở tề kinh, cũng không còn nhiều người dám vô lễ với bà ta nữa. Mà Ngưu Hiếu Đạo cũng chưa bao giờ trói buộc sự tự do của bà ta, bà ta hiện giờ sống rất thoải mái. chương 1368, đáp lễ 1. Không chỉ có bà ta, rất nhiều người đi theo Ngưu Hiếu Đạo đều có cảm giác và tâm thái tương tự như vậy. Trong mắt bọn họ, Nghiêu hữu đạo chính là đạo gia của bọn họ, không chỉ là sương hô khách khí qua miệng, hỏa phúc vinh nhục của một đám người trong giới tu hành đều gắn liền với nghiêu hữu đạo. Nghiêu hữu đạo vừa đi ra khỏi phòng nhỏ bên này, Trần Quy Thạc chậm chậm chạy đến bẩm báo, đạo gia, người của Quy Miên các đến. Người từng là đệ tử của Thượng Thanh Tông, từng là sư huynh của Nghiêu hữu đạo, sớm đã đổi giọng rồi. Trần Quy Thạc nhiều lần hồi tưởng lại khi xưa cũng thường âm thầm bùi ngùi lúc phò giúp Tống Diễn Thanh, Tống Diễn Thanh chết rồi, nhà Tống đã sụp đổ chạy tới bắc châu thiệu bình ba cũng thất bại rồi phải lưu lạc ở nước tấn mà thượng thanh tông thì sao tổ đình cũng mất rồi phải lưu lạc tới nước vệ nhìn lại chính mình hôm nay dường như còn tốt hơn so với bọn người thượng thanh tông đến nay ông ta lại làm việc ở tử kim động mà khi xưa thượng thanh tông luôn khao khát không khỏi cảm khái tạo hóa trêu người quy miên các như hữu đạo sửng sốt hắn ở tử kim động đã được một thời gian người của quy miên các dường như chưa từng để ý đến hắn lần này lại chủ động tìm đến cũng không biết là có chuyện gì suy nghĩ một lát vẫn không hiểu nổi hắn vừa thích thú vừa hoài nghi nói cho mời vâng trần quy thạc bước nhanh mà đi một lát sau cự an đã đến trong tay còn có sách theo một cái giỏ đến trước mặt nghiêu nghiêu đạo hành lễ sư thúc nghiêu hữu đạo nhìn vào thứ bên trong chiếc giỏ là một giỏ trái cây vỏ vàng óng ánh hắn hỏi tìm ta có chuyện sư phụ muốn tìm ta sao cự an cười nói không phải sư tổ tính tu sẽ không hành động vừa ở sau núi nhìn thấy một cây quả dại, rất tươi, là đặc sản địa phương, cũng có thể coi là hiếm gặp, chắc hẳn sư thúc chưa từng được thưởng thức nên ta tiện đường mang đến cho sư thúc một ít nếm thử. Ồ, như hữu đạo bán tín bán nghi, cử an đặt giỏ hoa quả xuống, cung kính cáo lui. Đến vì tặng giỏ trái cây này sao? Quản phương nghi thì thầm, như hữu đạo thò tay vào trong giỏ quả lấy ra một quả, đặt trước mũi người người hương thơm, dần dần lộ vẻ đăm chiêu, quay đầu lại nhìn về phía quy miên các đúng là vì thiên hỏa vô cực thuật trong đại điện nghị sự sau khi cung lâm sách nghe nghiêm lập bẩm báo xong thì như suy nghĩ gì đó lầm bầm mấy vị trưởng lão cũng vậy đều lộ vẻ mặt suy tư cung lâm sách sau khi tính hồn lại mỉm cười gật đầu nói với nghiêm lập mấy ngày nay nghiêm sư đệ chạy tới chạy lui bên cạnh như hữu đạo thực sự vất vả rồi nghiêm lập khiêm tốn nói chưa nói tới vất vả gì đây là chuyện trong bổn phận nên làm thôi nghiêm sư đệ việc này làm khá lắm nguyên ngạn khen một tiếng rồi lại nói với cung lâm sách, trưởng môn sư huynh, nghiêm sư để cung cấp tin tức rất quan trọng, cũng coi như nhắc nhở chúng ta, côn lâm thủ kia trông có vẻ chỉ là một đệ tử bình thường của thiên hỏa giáo, nhưng kỳ thực lại có ý nghĩa không tầm thường với thiên hỏa giáo, xem ra không chỉ luyện được một hỏa mị độn ảnh. Có người này trong tay sẽ rất có tiền đồ, nghiêm lập lắc đầu, ta hiểu ý của nguyên sư huynh, có điều nghiêu hữu đạo cũng không phải không có lý. Thiên hỏa vô cực thuật tuy tốt, nhưng cho dù là thiên hỏa giáo nghiên cứu công pháp tính hỏa, sau ba đời chỉ có mình côn lâm thụ này luyện thành chẳng lẽ thứ này chúng ta còn có thể so sánh với thiên hỏa giáo luôn chìm đắm trong đạo này sao bởi vậy có thể đoán được dù công pháp này có rơi vào tay chúng ta ý nghĩa cũng không lớn lắm phó quân nhượng trưởng lão khoát tay lời này tuy không sai nhưng với thiên hỏa giáo sẽ có ý nghĩa khác tuy thiên hỏa giáo sẽ không từ bỏ người này sẽ không để hắn rơi vào tay nghiêu hữu đạo làm nô lệ nếu thật sự như vậy e là thiên hỏa giáo sẽ ăn ngủ không yên cũng chắc chắn sẽ tìm chúng ta đòi lại người này. Doãn Dĩ Đức trưởng lão trầm ngâm nói, nếu Thiên Hỏa giáo thật sự gây áp lực, người này e là chúng ta không thể lưu được. Yến Quốc suy trì cục diện lớn như vậy, thay đổi chiến mã mới cũng không thể tách rời được Tề quốc. Người này, chúng ta có muốn cô trả cũng khó, có điều, có thể dựa vào điều này để đàm phán, lần này e là Thiên Hỏa giáo không đổ chút máu không được rồi. Nguyên ngạn trưởng lão gật đầu, ta cũng có ý này. Cả đám người từ trên xuống dưới chúng ta đã giúp đỡ Ngưu Hữu Đạo một vụ, giờ xem ra cũng không phải là phí công." Nghiêm Lập Trần chờ nói, "Ý của chư vị sư huynh ta hiểu, nhưng hai vợ chồng kia theo giao hẹn sẽ là người của Ngưu Hữu Đạo, là nô bộc của Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo có thể dễ dàng giao người cho chúng ta xử trí sao?" Mạc Linh Tuyết trưởng lão nói, "Nghiêm sư đệ, lời này của đệ không đúng rồi. Ngưu Hữu Đạo hắn giờ đang là trưởng lão của Tử Kim Động, liên quan đến lợi ích của Tử Kim Động, hắn nhất định phải tuân theo đại cục." cũng phải suy nghĩ cho đại cục, nghiêm lập lại là suy nghĩ cho đại cục, đương nhiên đúng là phải suy nghĩ cho đại cục của tử kim động. nhưng chúng ta cứ nhiều lần chụp cho hắn cái mũ này có ổn không? lần trước giày vò như vậy, hắn liền trả đũa lại ở bắc châu. lần này nếu lại gây chuyện, ta nói thẳng nhé, phía đông giáp tống quốc nếu không có thế lực nam châu dốc sức, yến quốc đã sụp đổ lâu rồi. tây trình triều quốc cũng là nhân mã nam châu phát huy tác dụng trụ cột. Khiến Triệu Quốc Diệt Quốc cũng là nhu hữu đạo âm thầm liên kết với Hiểu Nguyệt các phát huy tác dụng mang tính then chốt, chẳng những giúp Yến Quốc tránh khỏi nguy hiểm, còn kiếm được lợi ích lớn cho Yến Quốc. Thời khắc quốc chiến giao phong, nhân mã đề phòng hỏa lực tập trung của Hàn Quốc ở biên cảnh cũng là thế lực của hắn nắm chủ đạo. Thế lực kia của hắn nhiều lần lập được công lớn, sau trận chiến cũng chẳng thấy lợi lộc gì, chúng ta ngược lại còn áp chế thế lực của hắn mở rộng, còn muốn giữ tài lộ của hắn, còn luôn muốn hắn suy nghĩ cho đại cục chuyện Bắc Châu là lời Sienna cáo của hắn. Nếu chúng ta còn tiếp tục làm như vậy, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là mọi người, có thể chịu được một lúc, ai có thể nhẫn nhịn được mãi. Ta tiếp xúc với hắn khá nhiều, có hiểu sơ về hắn. Tên này chắc chắn không phải ăn chay, một khi phản kích, thật sự chẳng biết sẽ gây ra chuyện gì không thể ngờ tới không. Mạc Linh Tuyết nói, nghiêm sư đệ, tại sao ta lại cảm thấy đệ đang nói giúp cho hắn ấy nhỉ? Nghiêm lập, sư tỷ, ta không nói giúp hắn, ta cảm thấy hắn vắt óc bầy mưu tính kế tóm lấy phu thê kia, chắc chắn có toàn tính, chúng ta cứ tâm niệm lợi ích, lẽ nào hắn lại không biết. Hắn đâu có ngốc, ngược lại còn cực kỳ tinh danh. Cung lâm sách nhíu mày nói, ý của đệ là, hắn tóm lấy hai phu thê kia là muốn kiếm lợi ích từ bên thiên hỏa giáo. Nghiêm lập, trưởng môn sư huynh, chúng ta đều biết một khi thiên hỏa giáo gây áp lực, rất khó không giao người ra, chẳng lẽ hắn lại không biết. Nếu như không vì kiếm lợi ích, hắn cần phải mất công vô ích như vậy không? điều kiện cực kỳ hà khắc hắn đưa ra kia hắn biết đám tiền phục thành chắc chắn sẽ không đồng ý hắn còn đọc được suy nghĩ nghĩ cách kích thích bọn hắn đồng ý điều này bình thường sao hắn giống như bất đắc dĩ mới đồng ý ứng chiến sao rõ ràng là đã xếp đặt cái bẫy để đám tiền phục thành chui vào không có lợi ích sao hắn phải làm như vậy cung lâm sách lúc đầu hình như đệ không nói vậy đệ nói hắn chỉ muốn thăm dò xem trong chuyện này có ẩn tình gì không Nghiêm Lập hơi ngượng ngùng nói, "Ta đoán chừng ngay từ đầu hắn cũng không biết rõ việc này, giờ ta chỉ đang cố gắng hết sức suy nghĩ về hắn theo chiều hướng xấu nhất thôi." Thằng nhãi kia hay đa nghi nhưng đều đa nghi không sai, chỉ ít lợi ích trước mắt đã có thể nhìn thấy rồi, hắn còn có thể dễ dàng dừng tay sao? Chương 1369, đáp lễ 2. Mọi người đều trầm mặc suy tư, không thể không thừa nhận Nghiêm Lập nói có lý, lợi ích trên cơ bản đã tới tay, nếu bên này còn lấy mất lợi ích này chẳng khác gì cướp tay trên chắc chắn ngưu hữu đạo sẽ không đồng ý. Mấu chốt là trong vụ cá cược giấy trắng mực đen viết rõ đôi phu thê kia thuộc về ngưu hữu đạo, không phải từ kim đồng là người của ngưu hữu đạo, ngưu hữu đạo mới thực sự là chủ nhân của hai phu thê. Nếu thật sự chọc giận ngưu hữu đạo, một câu nói của ngưu hữu đạo có thể thả người đi, ngưu hữu đạo mới là người có thể hủy bỏ vụ cá cược kia. Ngưu hữu đạo mới là người nắm giữ kết quả của vụ cá cược, đến lúc đó gà bay trứng vỡ, đừng ai mong có được lợi ích này đương nhiên chuyện làm hỏng việc chưa chắc nghiêu hữu đạo dám làm nhưng quyền phát ngôn ở trong tay nghiêu hữu đạo tóm lại đó là người của nghiêu hữu đạo ai muốn đòi người chắc chắn phải được nghiêu hữu đạo đồng ý mạc linh tuyết nói hắn thân là trưởng lão tử kim động lợi ích của tử kim động dĩ nhiên cũng chính là lợi ích của hắn nghiêm lập cười khổ sư tỷ xem ra tỷ vẫn chưa hiểu rõ hắn tiểu tử kia sư tỷ tỷ có tin không chỉ cần tỷ nói như vậy hắn sẽ lập tức hỏi ngược lại hắn thân là trưởng lão của tử kim động lợi ích của hắn chẳng lẽ không phải lợi ích của tử kim động. Trong điện lại rơi vào im lặng, mấu chốt là người không cách nào cứng rắn cướp người trong tay như hữu đạo, cũng cứng rắn cướp không được, người ta không phải thân cô thế cô, người ta có thế lực to lớn, người ta còn mang theo thế lực nhập môn, không phải người muốn nắm bóp như thế nào thì nắn. Đương nhiên, tuyển nhận người ta chính là vì nhòm ngó đến những lợi ích thế lực trong tay người ta có thể mang tới cho tử kim động. Bây giờ thế lực trên tay Nhiêu Hiếu Đạo cũng có thể nói là thế lực của tử kim động, người ta cũng không nói không phải thế lực từ kim động nhưng mấu chốt là thế lực kia không nghe từ kim động chỉ nghe nghiêu hữu đạo tất nhiên nghiêu hữu đạo cũng siết chặt trong tay mình nghiêu hữu đạo có thể ngoan ngoãn nộp thế lực này lại cho nghiêu hữu đạo mới là lạ đừng nói nghiêu hữu đạo đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ không đồng ý dù ngoài miệng nghiêu hữu đạo nói nghe theo tông môn nhưng chỉ cần trong lòng nghiêu hữu đạo không muốn thế lực kia tất nhiên sẽ không chịu sự khống chế của từ kim động lý lẽ chính là như vậy thân là đệ tử từ kim động Tất cả đều thuộc về Tử Kim Động, nhưng ai mà không kiếm chút quyền phát ngôn cho mình chứ? Giờ ngươi không thể nào lại chơi nghiưu hữu đạo nữa, giờ nghiưu hữu đạo là trưởng lão Tử Kim Động đường đường chính chính, trước khi làm ra chuyện gì quá giới hạn, không ai dám vô duyên vô cớ giảm lòng mà không chú ý đến môn quy, cứ thử bức hiếp hay sát hại hắn mà xem. Một khi vọng động đối với nghiưu hữu đạo, thế lực bên dưới của nghiưu hữu đạo chắc chắn sẽ rối loạn, lo lắng bị thanh tẩy động vào Ngưu Hữu Đạo tất nhiên cũng là muốn thanh tẩy thế lực của Ngưu Hữu Đạo thay bằng một người mình hoàn toàn yên tâm đến khống chế, thế lực kia e là sẽ vì tự vệ, chắc chắn sẽ cấu kết với Tiêu giao cung hoặc Linh Kiếm Sơn nhân cơ hội tham gia, lúc này thế lực thuộc phạm chủ tử Kim Động cũng sẽ gà bay trứng vỡ, được không bù mất. Hơn nữa thế lực của Ngưu Hữu Đạo thực sự mở rộng đến tình trạng nhất định rồi, không chỉ là nhân mã thương hệ khống chế Nam Châu, thế lực tử Kim Động đã khó có thể dùng khí thế nhanh như xét đánh để giải quyết mọi việc. Tử Kim Động không làm được tiêu giao cung không làm được, linh kiếm sơn cũng không làm được, trừ phi ba nhà liên thủ mới có thể không có hậu hoạt, nhưng tử kim động không thể liên thủ với hai nhà khác đập vào chân mình, hủy đi bậc thang của mình. Cho dù không nói đến cái này, một quần thể có quy tắc của một quần thể, có gắn bó của hệ thống quần thể này, không phải ai muốn làm gì thì làm, cưỡng ép một trưởng lão tử kim động, đây là chuyện không thể làm lung tung.